好，去吧，去吧，去吧。拜拜。嗯。叔叔阿姨，晚上好。嗯。你这不是我的。来，帮妹妹挂上去。拜拜。不用说是谁的。谁都不准超过这条线，这是我秘密基地。头发要不要绑起来？哇！等一下吃会沾到。好味道。你这个皮卡丘没洗，那不想洗啊，他又不用洗。哦、那明天我用就好了，我洗用洗衣机。那么大只怎么洗？那个洗水很重哎、欸，他拿不起来。超重，给我们绑头发，把我头发绑起来嘞。等一下是会沾到很难吃，都吃到自己头发，有没有那个？啊？你来不？我帮你绑啊。来，过来，我帮你绑嘛。啊，孙女，你刚刚回来那一件外套要拿去洗，因为刚有掉地上了、啊。是那一件吗？是那一件？你穿那一件吗？不知道，是这件掉地上。不是啦。是哥哥的在公园的时候掉地上了。啊，对。是那一件吗？不是我。你刚穿回来。啊？我两件。那你穿我的干嘛？那你得穿掉地上的。不是，两件。那里还有一件呢、啊，是不是？哪里？断掉了，弹到手好痛。哪里？地上啊，就那个，哎，你在那里面啊。轩，帮我拿别的。那不是，我让你把那个弄掉了，你要铺回去。不，哪一边？把它铺回去。哇！你太害我要铺。那谁知道它那么龟毛？对对对，就是那家，那个是没有掉地上的，那没回去回来，丢洗衣机，我帮你洗，好不好？好。又要重铺，很难铺哎。一劈开而已，有那么。不是，这很难弄。好啦，你会弄，刚刚你都可以弄了。很难弄，你不知道。我知道，我知道啊。就铺一下就好了，好了，可以走了，去了，赶快去。那làm mà nó lúc nào nó cũng nhăn, không có hôi nữa đâu mà hửi hoài. Sư là do con ngậm nó, hồi nãy con ngậm nó đó. Hả, mồm mẹ. Nhưng bữa sư hành thử tha mà. Mồm mẹ. Nó mày quan xí, nó mày không nói chuyện gì à? Quá trời quá đất quá. Hey, chúc cả nhà mình buổi tối vui vẻ nha. Xin chào Nguyễn Hương, Tâm Dung, Xíu Xí Sớn, xin chào Kiều Linh. Cảm ơn em chia sẻ giúp Vân nha. Sang Sang, xin chào Hoa Nguyễn, xin chào Ta Cha Hào, Hoa Hướng Dương, Mỹ Hoa, Mẹ Bóng, Mỹ Hoa, Hoa Hào, Qua Hào. Mình đi khám bác sĩ, mình sẽ bốc số đúng không? Bốc số, mình sẽ đưa cái chèm bảo khả cho họ. 然后，人家帮护士小姐帮我们挂号，挂号 ，box 数 ，lấy số thứ tự cho mình， 哎 ，lấy được số 挂号好了 ，lấy được cái số rồi， nếu mà không cần đợi thì khỏi cần， 不用排队。如果人很多就要排队，哎，看诊 ，xem mặt đó， xem phòng khám đó， như vậy mới là trẻ con đúng rồi， nó nhăn dữ lắm。Làm ý là nó muốn cho người ta thấy được nó đã làm gì à, nó mới cứ làm nó cũng nói cái này khó lắm nè, cái này khó làm, ý là nó muốn nhắc cho mình biết cái này khó lắm, nó làm được. Nó làm, nó chuyên gia, nó nhắc vậy đó. Xin chào Nguyễn Duyên, Duyên 99, cảm ơn bạn chia sẻ giúp Vân nha. Hello, hello, xin chào đại gia đình nhà mình, chúc gia đình mình buổi tối vui vẻ nha. Hello, quay mẫu, chắc là hình quay mẫu. Nếu như cái cách làm của con gái Vân lúc nãy, nó làm anh nó dở cái mền lên coi cái lấy coi có cái áo khoác ở dưới không, mà anh dở lên không ai dở luôn luôn cái đồ của nó lên,
Cái bây giờ anh nó la anh nó, ồ chứ có hình nán vô nè. Cái xong rồi anh nó làm nó không chịu, nó phải tự tay nó làm, mà nó làm là cái mặt nó nhăn nhăn nhăn. Cái này cũng có thể nói nỉ hình quay mạo nè. Quay mạo, quay ở đây là rùa, mạo là con cái lông rùa, mà rùa có lông đâu. Thường nói cái người mà khó tánh nè, hoặc là những cái người mà kỹ lưỡng quá là bị người ta nói quay mạo. Ừ, hả? Không lạnh hả? Ở trong nhà không có lạnh, mình ở trong nhà. Ở trong nhà cho nên là không có muốn mặc nhiều. Cho mình địa chỉ, địa đơn chỉ định, chỉ tin tan. Ờ, chỉ tin tan là đơn chỉ định. Phèn chua ngâm chân hay là phèn chua uống? Phèn chua mà để uống á, phèn chua để uống, không, mình đâu có uống. Phèn chua hình như mình ngâm chanh hay ngâm gì đó phải không? Cái đó gọi là miễn phản. Miễn phản, hồi xưa người miền Tây sẽ dùng cái phèn chua để lóng nước đục. Lóng cái tờ nước ở dưới miền Tây nó sẽ đỏ đỏ mà. Xong rồi lóng riết dùng phèn chua để lóng nó sẽ trắng và ba cái cặn nó sẽ lọc ở dưới. Cái đó người ta dùng đó là miễn phản. Miễn phản. Còn một loại kêu là phổng xoan. Phổng xoan này sẽ dùng để đuổi kiến chứ không có ai lóng nước nha. Cho nên chúng ta phải mua miễn phản tốt hơn. Nếu mà dùng trong thực phẩm có thể lóng nước để mà sử dụng được á là dùng miễn phản phèn chua. Bạn nói hay quá, xin cảm ơn. Xin cảm ơn gia đình nhà mình. Hey, chúc gia đình mình buổi tối vui vẻ nha. Hey, xin mến chào đại gia đình. À, bên này thường nói là thổ phiêu xuyến chữ. Xuyến chữ là bầu cử. Chuẩn bị là khoai tàu là sắp tới rồi. Còn không biết bao nhiêu ngày nữa là đi bầu rồi. Vân, hộ khẩu của Vân ở trên này, Vân cũng phải đi bầu. Được trước là hộ khẩu ở dưới nhà ba má chồng á. Nếu mà ở dưới nhà ba má chồng thì bọn mình không về được. Tại anh xã anh ngày hôm đó anh phải canh. Anh phải canh cho người ta. Anh bận mấy bữa nay rồi. Ở ngoài đường các bạn thấy ai đi ngoài đường là biết à. Thường là sẽ bảo vệ các ngài. Các ngài đi đi cảm ơn dân đồ này kia phải đi bảo vệ. Rồi tới cái ngày đó anh cũng phải đi bảo vệ nữa. Cho nên là đợt này thì tại vì con Vân muốn cho con mình học ở trường gần nhà Vân á. Cho nên Vân đã đem gửi hộ khẩu vào nhà của cô giáo mình. Cô giáo Vân ở đây. Thì nếu mà muốn học ở xã này, Vân ở chỗ này cũng không được học trường đó nữa. Cho nên cái hộ khẩu của Vân phải gửi bên nhà cô giáo bên kia. Thì con Vân mới có thể được vào trong cái trường mà hồi trước Vân học tiểu học á. Này, cho nên là đã gửi vào đó thì gửi vào đó. Thì năm nay bầu cử thì Vân phải bầu được ở đây rồi. Chỉ tin tan. Chỉ tin tan. Chỉ tin tan là đơn chỉ định. Hỏi câu chỉ được phép than không được phép nản. Ờ, nì khở y than chi. Ờ, nì khở y chạm. Tàn sự nì bù nâng. Ờ, ao chi. Nì bù nâng phang chi. Ờ, không được nản, không được bỏ cuộc. Nì khở y chạm. Dấu khủ yu đào khuôn nản. Nì khở y chạm. Nì khở y khu. Ê, tàn sự nì bù nâng phang chi. Thường người ta sẽ nói như thế. Khi mà gặp khó khăn thì bạn có thể bạn có thể khóc. Bạn có thể nói. Nhưng bạn không được quyền bỏ cuộc. Thông thường người ta sẽ nói như thế. Hay, xin chào. Xin chào, chào em, chào chị. Xin chào. Chào Nguyễn Tạo. Đáng tuổi ông thì gọi như thế nào? Đáng tuổi ông mình sẽ gọi a bè. A bè, ông bé. Hoặc là bê con. Nếu mà đáng tuổi ông nội của mình, bê con. Thông thường Vân sẽ gọi theo ví dụ như ba má chồng Vân sẽ chỉ. Ví dụ như đáng tuổi của ông mình rồi thì ba má chồng sẽ gọi là bê con. Còn nhỏ hơn ông mình sẽ gọi chích con. Đó là tiếng Phúc Kiến ở bên này ha. Chích con có nghĩa là ông chú. Bê con có nghĩa là ông bác. Sú con. Sú con tiếng Trung gọi là sú con. Hoặc là bố con. Bố con. Sú con, bố con. Còn gọi tiếng Thái gì cũng thấy dễ hơn. Bê con, chích con. Bê con, chích con. Ấm. Bộ, chim bộ. Bộ ở đây là vợ của bề con. Bà bác, theo dạng bà bác rồi. Bán đáng tuổi bà nội mình rồi. Nhưng mà bà bác rồi đó. Bộ. Còn chim bộ là bà thím rồi. Theo nghĩa bà thím, chim bộ. Ăn cơm. Chí phan. Chí phan là tiếng Phúc Trung nha. Còn muốn nói tiếng Phúc Kiến ở bên này, người ta thường nói chà bân. Chà bân, mình tới nhà người ta chào hỏi bằng cách này. Mình vừa ló vô nhà người Đài Loan, bất cứ người nhà nào, mình vừa ló vô là người ta nói, người quen á, thì cái câu đầu tiên người ta sẽ không nói, ni hao, không.
Ở bên này người quen vô nhà người ta không ni hào. Chapa boy, ăn no chưa? Đó là cách chào nhau của họ. Câu đầu tiên họ gặp nhau. Chapa boy, ăn no chưa? Ăn chưa? Li chapa boy. Ajimo, li chapa boy. Hoặc là kêu. Ví dụ vai vế gì nhỏ hơn người ta vẫn gọi nha. Ví dụ mẹ Vân gọi vợ của chú Vân tới nhà là á, ê Ajime, li chapa boy. Người chị chào người em mà vẫn kêu danh trước sau đó hỏi sau, chứ không ê li ho, không li ho là lạ mới li ho thôi. Cái còn mà người quen à trực tiếp vào tựa đề li chapa boy, đó là cái câu người ta chào hỏi nhau, quan tâm nhau mỗi ngày khi gặp người hàng xóm của mình tới hoặc là bà con trong nhà tới. Ăn no chưa? Li chapa boy. À, nếu mà nhà đang lúng lúc ăn cơm, à buổi chạt lai rồi hồi chạ. Nếu mà chưa ăn thì tới ăn chung vậy đó. À, người kia sẽ khách khí, người chào thì sẽ không được khách khí, nhưng người kia sẽ nói mai là tắt này cho từng sủ chè, à bộ đi nấu bồi chè. Nếu mà người kia nói thấy vô nhà thấy người ta mình ăn rồi mà thấy người ta chưa ăn sẽ nói lin a bồi chè, lin a bồi chè, có nghĩa là mọi người chưa ăn hả, nhà chị chưa ăn hả. Ừ, thì lúc này nếu mà chưa ăn thì ở quán a bồi chè, quán a bồi chè là có nghĩa là tụi tôi chưa có ăn. Đi xin chào, lại mừng chị qua tài chị nhé. Có nghĩa là mấy người ăn trước đi, hay là bọn chị ăn đi, tôi tới hỏi một chút việc thôi, chẳng hạn như vậy. Ở bên này thường thường gặp nhau thì chỉ có người lạ mới li hơ, mới nỉ hậu thôi, chứ còn người quen thì trực tiếp vào chà ba bụi, hỏi thẳng luôn. Hả? Có việc làm không? Dồ, giống tiếng tiều, hơi giống tiếng tiều. Ai có việc làm không? Có công chua mà. Có công chua mà. Có công chua khởi chua mà. Có việc có thể làm không? Ừ. Là và hay hay là. Là và hay là. Cũng nói là và hay là. Cái gì là, cái gì và. Nhiều lắm. Cái từ này nó nhiều lắm. Và cũng có thể dùng từ hành nè. Là cũng có thể dùng từ sư nè. Hay là hô sư nè. Hay hoặc thì dùng từ hô. Còn hay mà nghe hay. Cái gì đó hay thì hảo. Có nhiều cách nói lắm. Những cái từ này nó nhiều cách để nói lắm. Hỏi gì vậy là chưa chắc đâu em ha. Hỏi gì là chưa nói ra là chưa chắc đâu. Chị ơi, làm trong video những câu nói thông dụng giao tiếp đi chị. Ê, cho chị nói chậm nhé. Bên trong cái kênh này cả mấy ngàn video nói về cái cách nói lặp đi lặp lại 2-3 lần. Chị nói ít nhất cũng 2 lần. Ê, chị chỉ ra rất là nhiều video luôn ha. Bên trong này rất là nhiều video, kéo bấm vào đó trong đó coi, chứ đừng có đợi người ta đẩy đi. Cứ mỗi ngày cứ bấm vào đó, ngày nào cũng có video mới hết. Ngày nào cũng bấm vào cái kênh chính của Vân, bấm follow nó, rồi ngày nào cũng bấm vào kênh chính, ngày nào cũng có video mới hết, khỏi cần phải đợi đẩy đi. Cứ bấm vào kênh chính là tìm, mỗi ngày đều có video mới. Thậm chí đôi khi làm cả hai thứ tiếng, một video làm hai thứ tiếng, tiếng Trung và tiếng Phúc Kiến luôn. Đi tới Đài Loan nhất định sẽ gặp hai cái tiếng này. Đi tới đâu cũng thể hết. Ông chủ không nói, ra ngoài chợ cũng có người nói, hàng xóm cũng có người nói. Gặp phải ông già, bà già nhất định, ông già, các cụ sẽ không bao giờ nói biết nói tiếng Trung. Họ sẽ nói tiếng Phúc Kiến không. Học cả hai thì ta đi đâu, đơn giản đi đâu cũng thể dùng được hết. Ở bên trong nhiều lắm. Mỗi ngày các bạn cứ bấm đại vô, nhảy thẳng vô cái kênh của Vân là ngày nào cũng có video mới hết trơn á. Ha. Hả? Xin chào. Dịch hộ em với. Dịch câu nào em? Dịch cái nào? Khớ gì ma là có được không? Mình hỏi người ta. Khớ gì ma? Ê, mình làm xong cái hàng gì đó, người ta cầm lên người ta coi, cái mình hỏi người ta được không? Khớ gì ma? Mình xin người ta đi đâu đó, hỏi người ta có được không? Khớ gì ma? Ha. Acceptable. Tiếng Thái gì? Acceptable. Ê, em viết tiếng Anh, chị đọc không ra em ơi. Tên Thanh Ngân. Chính ỉn. Chính ỉn. Thanh Ngân. Hiền lành, sàn liễng, đúng rồi, sàn liễng. Từ vẫn chưa xong, a bồi hô là chưa có xong. A bồi hô, chưa xong. Tàu điện, mình đi tàu điện, lúc xuống tàu có người đứng ngay cửa, mình nói như thế nào? Tàu điện, hỏa chơ, wǒ zuò hǒ chē, dāng wǒ xiā lái de shòu, yǒu rén zàn zài mén kǒu. Ê, yǒu rén zàn zài huǒ chē mén kǒu, bù ráng wǒ xiā lái shìmā, không có cho bạn xuống hả? Hay là người ta chỉ đứng ở đó thôi, người ta có cho mình xuống không? Hay là người ta vẫn né cho mình xuống, chỉ qua là đứng ở đó thôi. Đứng ở đó thì thông thường cũng hay có người đứng lắm, nhưng mà vấn đề là người ta có chặn mình không? Ê, wǒ yào, thường nói là
我坐火车的时候 là lúc tôi đi tàu điện 我坐火车的时候 chuẩn bị 下车的时候 有人站在门口 chuẩn bị xuống xe thì có người đứng ngay cửa 准备下车的时候有人站在门口 có người đứng ngay cửa 好 chị nói tiếng phổ thông đấy tiếng phổ thông tiếng Phúc Kiến gì chị đều nói hết thanh ngân chín yến chín yến thanh ngân xin chuyển chủ mình xin chuyển chủ thì mình phải nói chứ bây giờ ông chủ ông lộng lại nói ủa tôi đối xử với ông không tốt rồi ông chuyển chủ phải nói lý do nha đôi khi lý do của bên môi giới cũng có lý do nè tại vì người ta không có rảnh là đổi công việc cho mình hoài cho nên là mình phải có lý do đồ này kia cả hai nói cho rõ ràng thì mình mới có thể xin chuyển chủ được nói với sản hoàn tỷ phân của sản hoàn lão bản của sản hoàn tỷ phân chứ cái công chùa của sở hữu của công việc này không có thích hợp với tôi muốn đổi việc đổi nơi chẳng hạn vậy có ngay tiếng chọc đọc là gì ạ lại lơ mà sang lại mà sang lại tới ngay có ngay học tiếng Trung hiệu quả đúng rồi phổ sư ban tan lão phổ sư ban tan ông chồng cũng thương lắm ông mới nói vậy đó những người nói cái câu này là ông coi mình kiểu như là một người ngốc vợ là một đứa ngốc vợ là một cô ngốc vợ ngốc chẳng hạn lão phổ sư ban tan thì lượng thông cảm xin nhị thì lượng tôi hãy mới cho học xin nhị thì lượng tôi chưa có làm xong xin anh hãy thông cảm cho tôi sách lớp 1 em học hiện tại khác với sách lớp chị vậy hả tại vì em mua khác sách không sao hết á không có sách không mua không được thì em cứ viết ra là có bài thôi không sao hết em nè nó cũng có nhiều bài hơi giống em lật ra em xem thật người nói sao à thật người là sao người thật hả chân rảnh không có thật người chân rảnh chân rảnh mẫn khổ là ngay cánh cửa cánh cửa nó có cái giống như cái miệng của mình nó có giống như chữ khẩu không cánh cửa nó giống chữ khẩu không cái đó gọi là mẫn khổ mẫn khổ là ngay cái cánh cửa đó mẫn khổ mình nói tiếng Tiều họ cũng hiểu không chị có tiếng Tiều nhưng mà nó không có hoàn toàn nha nó không có hoàn toàn mà giống như tiếng Phúc Kiến mình nói tiếng Tiều có một số từ nó hơi giống có một số từ nó không hoàn toàn giống cho nên chúng ta phải để ý nghe lắm mới hiểu được cái họ tiếng của họ và họ cũng sẽ để ý dữ lắm mới nghe được của mấy chứ không hoàn toàn tại vì được trước cái người làm mai cho chị qua đây là cái người ở đâu ta chợ Sớm Củi cái chị đó chị ở chợ Sớm Củi chị là người Tiều mà má chị nói chuyện với má chồng Vân á thì má chồng Vân phải cố gắng nghe lắm mới hiểu được phải cố gắng nghe dữ lắm mới hiểu được không biết đăng ký kênh của chị như thế nào đây có cái nút màu xanh xanh màu đỏ đỏ gì nè em bấm vô trên này ngay đây nè có cái nút đó có cái nút xanh xanh đỏ đỏ gì đó em bấm nút vô cộng đó bấm vào chị dạy học chữ chị dạy viết chữ luôn giao xỉa chữ mà khán xa đợi tí đợi chị tí chị trả lời cô hôn là cô hôn là gì em muốn nói tiếng Anh cô tiếng Anh chị không hiểu đâu nha an rãn an nhiên an rãn chị dạy tiếng Trung à đúng vậy chị dạy tiếng Trung chuan thông hào lợ tham mình chuan thông hào lợ chuan thông hào lợ có nghĩa họ đã thông đồng với nhau xong hết rồi bên tanh là ngốc bên tanh là ngốc khờ u khốn nạn giãn cửa hình giãn cửa phải không rất là nghiêm khắc thái hình giãn cửa anh ấy rất là nghiêm khắc thật thà nếu mà nói với cái người đó rất là thật thà thái hình ví dụ như thái hình chua rảnh hình chữ hình sàn liãng hình họ là gì hình gì quên nữa cô tự nhiên hình lào sử rất là thật thà thao quỷ rảnh hình ra lào sử hoặc chất cơ rảnh hình lào sử cái người này rất là thật thà chất cơ rảnh hình lào sử bù hoài than không có biết tham có bán sách tiếng Phúc Kiến không không em nè sách tiếng Phúc Kiến nhà sách nhiều lắm ra nhà sách em coi nha nhà sách có bán nhiều lắm có cả phiên âm luôn man man thô thô thun thun man thun thun man thun thun có nghĩa là chậm rì ai mà đang làm gì đó mà người ta cứ chửi mình man thun thun có nghĩa là chậm rì
快一点là mạnh thun thun đó, kêu mình nhanh lên chậm đi. Trách nhiệm gọi là chở rận. Chở rận. Chị không dạy viết hả? Hôm nay để chị coi đã. Đổ lỗi cho nhau. Ê, thường nói là nhì mình chua chua tôi bùi chẳng rận. Tôi hơi chắc cơ tạo kể nạc cơ, nạc cơ chua nạc cơ. Chắc cơ tạo rồi kể nạc cơ. Nào hồ chắc cơ yêu bá nạc cơ chua chẳng nhạc. Tôi bùi hãy chẳng rận. Chị chỉ tôi bùi hãy chẳng rận. Tôi sư tạo kể bế rận đó. Đều là đổ cho người khác hết. Hảo, chúc chị buổi tối vui vẻ. Chúc em buổi tối vui vẻ nha. Thường nói zài ru jìn qǐ kè. Zài ru jìn qǐ kè. Giấy đã nhập cảnh. Hoặc là chống xiên. Chống gì? Chống ru jìn. Chống gì cũng quên ngay cái tờ này. Chị dạy miễn phí mà. Hôm nay nghỉ viết hả chị? Hôm nay chắc đọc không quá. Hôm nay chắc chị đọc trả lời coi tin nhắn quá. Hay mai viết đi cũng được. Học bao lâu thì có thể giao tiếp cơ bản? Chừng 3 tháng. Giao tiếp đơn giản cơ bản thì nó nói về cơ bản đơn giản. Phải coi em nữa nha. Em phải cố gắng 3 tháng mỗi ngày. Ngày nào cũng làm theo bọn chị 3 tháng thì vừa biết viết đơn giản thôi chứ không phải viết nhiều ha. Tùy vào cái bản thân mình. Tại vì mỗi một bài là em viết cả, một ngày là em viết cả một bài văn rồi. Mà một bài văn là có bao nhiêu đoạn văn? Có bao nhiêu? Một ngày ít nhất viết 4 trang. Một ngày viết 4 trang. Thì 4 trang đó, nếu như một ngày em có thể tiếp thu được 4 trang đó là em biết em tiếp thu được bao nhiêu câu trong đó rồi. Chị không phải là học mỗi ngày cũng có nhiêu đó để dạy em đâu. Nó là một cái đoạn văn đàng hoàng. Một cuốn sách, hết cuốn sách này thay cuốn sách khác. Chứ không phải là một cái chỗ đó đứng im chỗ đó đọc tới đọc lui hoài đâu. Cho nên nếu như mà em chịu học 3 tháng thì em đã tiếp thu rất là nhiều rồi. Và từ từ đi lên nữa ha. Từ lớp 1 lên lớp 2. Miễn phí, học miễn phí. Hôm trong tiếng Trung, hôn, em thấy có hai có anh hôn, hôn này là hôn gì? Hoàng hôn hay là hôn nhau hay là hôn sao? Hoàng hôn gọi là hoàng hôn, hoàng hôn. Còn hôn thì gọi là chín, quẩn, đều được hết. Chín hoặc quẩn. Ê, chín y cơ, quẩn y cơ. Ê, 我看到两个人在接吻. Nếu mà mình nói tôi nhìn thấy hai người đang hôn nhau thì sẽ dùng 我看到两个人在接吻. Có nghĩa là tôi thấy lúc nãy tôi vừa thấy hai người đang hôn môi nhau đó. Hoặc là có người sẽ nói 我刚刚看到两个人在亲亲. Cũng được, hai người đang hôn nhau ha. Thông thường còn mình nếu mà mình nói với chồng mình, mình đè cái mặt chồng mình vô 亲一个, thì lúc này sẽ dùng 亲, chứ không nói 吻一个. 吻一个 là hửi một cái. Quẩn nó có một cái từ khác, nó có một cái chữ khác. Nhưng mà khi chúng ta nói quẩn như cỡ, nó sẽ là hửi một cái, chứ nó không nằm vào trong hôn một cái. Chia quẩn, quẩn, chia quẩn có nghĩa là hôn. Chín chín cũng là hôn. Nhưng mà khi mình ôm chồng mình vào, mình hôn á, mình sẽ dùng chín chín. Chín như cỡ. Hảo. Học đến HK mấy thì có thể giao tiếp được ạ? HK hả? Đối với Đài Loan thì không có HK. Đối với bọn chị là dâu đài, không có HK gì hết trơn á. Không có phân biệt HK. Đó là phân biệt tháng. Tháng này học xong, tháng sau coi sao tiến bộ được bao nhiêu. Đối với bọn chị không có HK. Tại vì bọn chị là dâu đài, chúng chị qua bên đây là làm sao để bắt buộc mình phải nhanh chóng biết nói. Nếu mà càng muốn đi ra ngoài đi làm hơn nữa là càng nhanh chóng biết nói càng tốt. Nếu mà ở trong nhà không á, thì cái việc trong nhà phải đảm đang hết, phải biết hết tất cả những việc trong nhà càng nhanh càng tốt để mới không làm nhầm làm sai. Còn muốn để nhanh chóng được đi ra ngoài kiếm tiền đi làm á, đi làm kiếm tiền á, thì phải đối mặt với ông chủ, đối mặt với công việc thì càng biết nói càng tốt. Cho nên lúc nào cũng muốn hy vọng mình sẽ nhanh hơn. Nhanh không lười biếng được. Qua đây là không lười biếng được. Không biết tiếng là khó lắm. Mà cứ qua đây ai mới qua cũng hy vọng mình có thể mau đi kiếm tiền. Mà mình muốn mau kiếm tiền, điều đầu tiên là mình phải giao tiếp được. Phải chịu khó nói chuyện. Còn không là không bao giờ làm được. Trừ phi mà các em như là các em đi lao động thì các em bị bắt buộc là phải đi làm. Mà các em bắt buộc đi làm là các em được đưa vô trong công ty. Có rất là nhiều người Việt cho nên các em không cần học tiếng. Còn bọn chị không phải. Bọn chị không phải như các em đi qua đây lao động là được tẩy vô công ty toàn là người Việt đâu. Bọn chị qua đây đi bên này là cái hoàn cảnh đầu tiên dục vô một căn nhà hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn mới bóc luôn. Đó là nhà chồng mình. Sáng mở mắt ra câu đầu tiên không được chào mẹ mà là mama họ. Phải học ngay.
Và mẹ nói cái gì nhất định mẹ sẽ nói chuyện với mình. Mấy ngày đầu mà mẹ không nói chuyện với mình là mẹ nhầm dầm dầm, mẹ lắc lắc đầu là không biết nói với nó cái gì giờ. Thì dùng chỉ á, thì hai mẹ con đều cực hết, cả hai người đều cực hết. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng học. Thời gian này mình cố gắng dữ lắm. Các em biết là chúng ta sẽ cố gắng tìm tòi bằng mọi cách để học được. Ê, cho nên là sau nữa là ở chừng một tháng là các em thấy mình muốn kiếm việc làm rồi. Ở chừng một tháng thôi là em thấy em chịu hết nổi, lại muốn kiếm việc làm rồi. Cho nên là em càng muốn mình biết tiếng nhanh hơn nữa. Không biết tiếng đâu được, em đi ra ngoài em xin việc làm rất là khó. Em ra ngoài em nói chuyện không đành, trừ phi cái gia đình em, gia đình của em, chồng em, hoặc là cái người trong nhà em có mở quán, có mở cái này cái kia, ừ thì họ đẩy ra, họ có thể suy nghĩ ở đây nó em nó mới tới, không biết, mình chỉ từ từ. Cái đó người nhà, người nhà mình có mở quán, mở công ty đồ này kia thì người đó đẩy vô cho mình thì mình được phước. Còn mà mình phải tự ra ngoài kiếm việc làm thì người bên ngoài người ta không có suy nghĩ cho mình đâu. Từ phi ông chủ cũng thương lắm, ừ ông biết, ông sẽ chỉ bảo từ từ, nhưng mà nhanh lắm nha. Mình đi ra ngoài nhanh lắm, đời dạy mình nhanh hơn cô giáo dạy mình đó. Tại vì nhiều lúc mà mình làm không tốt thì tự mình sẽ cảm thấy rất là tủi. Mình sẽ cảm thấy mình học rất là nhanh, học nhanh hơn học cả trường luôn. Ừ. Chị cho em hỏi câu mình muốn họ cân thử đồ thì mình đó xem nặng bao nhiêu. Chị nói băng wǒ chèn yì xiā. Chỉ cần nói băng wǒ chèn yì xiā, giúp tôi cân một tí. Vậy được rồi. Ê, có thể băng wǒ chèn yì xiā mà. Băng wǒ chèn yì xiā, giúp tôi cân ha. À, đúng rồi, hình nguyễn cờ. Lái bút chỉ. Lái bút chỉ là không kịp. Lái bút chỉ là khoai điện là không kịp rồi, nhanh lên. Chuyên gia là như thế. Ê, xỉa chứ mà. Giờ chị để chị trả lời câu hỏi xong đã, không biết chị hôm nay có viết được không nữa. Tháo bỏ, bỏ chạy. Thường dùng cho ê, mà cũng không phải chưa chắc gì là dùng cho anh em lao động không. Nhì bú do tháo bỏ, thường là bú do tháo bỏ là đừng có bỏ chạy, hoặc là tháo bỏ là ai đó bỏ chạy rồi. Ừ. Dũng cảm. Dũng cảm là gì em? À, dũng cảm, dũng cảm. Hoảng ba tàn, hoảng ba tàn. Hoảng ba tàn, hoảng ba tàn. Ê, thằng khốn. Nói nhiều quá. Cậu ơi. Cậu ơi. Chị thông minh vậy, cảm ơn em nha. Hảo, xin chào, không kịp, lại bố chị. Không kịp, hôn, có hai cách nói. Hôn, hai cách nói đó. Quỳnh và chín. Chia quỳnh và chín. Thế mai chị viết nhé. Ok, hôm nay em bận. Rồi mai chị viết, mai viết hôm nay nhiều chuyện. Để chị trả lời câu hỏi đi. Sau 1 đến 3 bất hợp pháp sẽ bị phạt 5 vạn rồi chị. Chị cũng không biết nữa. Chị không có trong cái ngành này. Ê, chị không có trong cái cuộc sống này, chị không biết. Các em đi lao động, các em biết, hoặc là môi giới họ biết. Chị thứ nhất không phải môi giới. Chị là người trong nhà truyền đạt tiếng Trung, chị suốt ngày trong nhà. Không có ra xã hội. Ê, rồi bên ngoài chuyện gì đôi khi chị cũng không biết đâu. Ừ, đi hỏi các bạn ấy, trừ phi mà chị gặp phải. Ừ, hồi trước là chị thấy có một em, chị có đưa một em về, thì em ấy bị phạt đi qua đây đi du lịch đó. Rồi em ấy ở lại đây giờ phụ người ta giữ em, giữ đồ ở một năm, xong rồi về. Về thì phạt có 2 tờ thôi. Ừ. Chị bên này 20 năm thôi nha. 20 năm thôi. Em thấy mấy người khách gia hả? Người già nói tiếng Phúc Kiến hay, vùng miền thung lung lắm. Thung thung. Thung thung là gì chị? Em thấy mấy người già nói tiếng Phúc Kiến hay vùng từ thung thung. Thung thung. Thung thung là gì? Thung lung, thung lung, thung 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 thung. Thung 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 thung. Làm gì có thung thung lẫn lên. Tự nhiên chị ngồi chị nghĩ không ra. Thung thung ở đằng sau còn gì nữa không? Cho thêm vô đi. Tuyệt vời quá, thích chị dạy. Ê, thích chị dạy. Tôi không biết. 我不知道. 我不知道. Ừ, thằng nói. 我不知道 là 我不知道 là tiếng Phúc Kiến. 我不知道 là ní mày mừng quá. Tôi không có biết, đừng có hỏi tôi. Ừ. Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Hảo, hôn môi, chín quẩn. Chín chuẩy. Chín chuẩy. Ừ. Cái sầu. Cái sầu là gì? Cái sầu là cái gì? Cái sầu là gì em? Ừ, cái sầu là cái gì? Phô sản. Phô sản. Phá nở. Phá sản. Phô sản.
破散了。em cũng sao cũng được, tôi có gì đã, tôi có gì tiếng Phúc Kiến là ai à, long ế xài là long ế xài là ê thường với biết chơi xe hỏi người ta ăn gì đi biết chơi xe chín xài là chín xài là chín xài là cái sao cũng được hết, hoặc là long ế xài là lâu ế xài là cái người kỳ nghệ tức bố chín xài là có ủ chín xài nè lấy biết chơi vô, có nghĩa là không có, không có cái gì cũng được đâu, có rau, rau sống có ăn không. Chính xài là lâu ế xài là hả. Có khóa học nào bắt đầu cho người lớp 1 bên kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, tìm danh sách phát tìm lớp 1 cho người mới bắt đầu. Hoặc là muốn học trên trực tiếp thì vào gõ cái chữ này lên trên cái gõ cái chữ này lên trên cái phở bò tiệm là sẽ thấy, gõ chữ đó lên phở bò, đây chị ghim lên cho, gõ chữ này lên phở bò. Hiện tại hôm nay thứ bảy chủ nhật vì bên này phát buổi tối mà, cho nên thứ đó chị ghim lên đó đó. Thứ bảy chủ nhật bên này phát buổi tối cho nên là thứ bảy chủ nhật bên đó đang phát lúc 11 giờ trưa. Hồi trưa này phát xong rồi, ngày mai cũng vậy, cũng 11 giờ trưa. Còn thứ ba, thứ hai được nghỉ. Thứ ba đến thứ sáu sẽ phát lúc 9 giờ tối giờ Đài Loan. 9 giờ tối giờ Đài Loan phát trực tiếp dành cho người mới bắt đầu kênh đó ha. Hoặc là em muốn có bài sẵn thì vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài ha. Đi Becky, đi biết cái tôi mừng hỏi người ta thấy nghiệp, người ta thấy mình đi ra cửa kìa, hỏi đi biết cái tò anh đi đâu đó, đi biết cái tò ờ qua biết khi chập bần, tôi đi ăn cơm, tắm xong đi làm về mệt, đi ăn cơm chứ đâu vậy. Qua biết khi chập bần, hoặc là muốn đi mua đồ, qua biết khi bê mình kia, qua biết khi bê mình kia, tôi muốn đi mua đồ. Ê, đi biết cái tò, khi người ta nói đi biết cái tôi, đi biết cái tò có nghĩa là đi đâu đó. Li bé zai ai sống ban bò. Ờ, li mẹ zai ai sống ban bò. Li mẹ zai ai sống ban bò. Ngày mai bạn có cần phải đi làm không đó? Ngày mai bạn có đi làm không? Li mẹ zai ai sống ban bò. Nếu mà có thì nói ua, mẹ zai ai sống ban à. Nếu mà không có thì nói bò, mẹ zai hiu khuẩn. Nếu không có thì không, nói không, không có, ngày mai được nghỉ. Bò, mẹ zai hiu khuẩn. Anh nào ủ thì con ủ là mẹ chạy ai sống ban là nào bố ai thân chị à tiểu bố. Ê, ông chủ dạy em được mấy câu, chị giỏi thật đấy. Ở bên này 20 năm rồi, tôi còn một năm thuế nữa. Thuế bên này tính thuế, tụi em nói tính thuế, tiền thuế đó, đó hả? Bên này thì gọi là tiền tiết kiệm hay là tiền thuế? Suy chín, 我还有一年的税，我还有一年的税, có nghĩa là tôi còn một năm thuế. Chỉ em phát âm cái từ chứ và từ chứ. Ai da, hai chữ này mà không có hắc thì không cần uốn lưỡi. Không có hắc là không cần uốn lưỡi. Cái hễ chữ nào, cái chữ Z mà có hắc đằng sau là phải chứ. Miệng tròn tròn, chứ. Uốn lưỡi bên trong cho nên cái miệng nó sẽ tròn. Chứ. Còn mà cái chữ Z mà không có hắc thì nó là như vậy. Chứ, thẳng lưỡi. Lưỡi thể thẳng để bình thường. Chứ, 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 chứ. Ừ. Hảo, chữ C. C mà có hắc là phải như vậy. Chứ. Chứ, kiểu bên uống lưỡi bên trong thì cái môi mình nó sẽ tròn. Chứ, còn mà chữ C mà không có H thì cái răng cũng y như lúc nãy, nhưng mà phải nuốt nước miếng trước nha. Để làm cái gì? Khi đọc chữ này nó văng nước miếng ra ngoài đó. Tại vì nó bật hơi. Chứ, 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 chứ. Chữ C và chữ Z. Chứ, 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 chứ. Hai chữ này. Hảo, ok. Nài chả là trà sữa, đúng rồi. Nài chả. Chân chu nài chả, trà sữa trân châu. Em muốn học viết quá, mai ngày mai viết đi. Hôm nay chị trả lời câu hỏi để mai viết nha. Mai viết đi. Câu nì sản lơ, nì chản lơ. Đi chăm mà lì. Tiếng Thái gì hay nói đi chăm mà lì. Mình làm cái gì đó toan rồi. Làm một cái việc gì đó vỡ rồi, hư rồi. Người kia sẽ hù mình. À đi chăm mà lì. Có nghĩa là bạn toan rồi. Ni chản lơ nì. Có nghĩa là bạn toan rồi. Hù vậy thôi à. Hối tôi làm. Bị chơi wò zuò là. Tha yi zi chơi wò zuò. Tha yi zi chơi wò. Có nghĩa là anh ấy cứ thôi hối tôi, hối tôi. Mình kêu người ta. Bị chơi wò. Đừng có hối tôi. Mình nói như thế. Hả? Còn gì nữa? Chị nói nhanh quá hả? Nói nhanh quá hả?
逼啊，逼啊，逼啊，来意，em ở hồ, em ở đâu? Nó nhanh quá, nó chậm tí phải không? Em ở Hồ Nam, ba mẹ em nói em không hiểu gì hết, phải cố gắng học. Muốn nghe, đầu tiên là mình phải cố gắng nghe được ba mẹ mình nói. Cho nên chúng ta sẽ cố gắng rất là nhiều. Cho nên là nếu mà ở trong nhà không có đi ra ngoài thì chậm lắm. Tại vì sao? Em không có nói chuyện với ba mẹ sẽ càng chậm hơn. Ở trong nhà mình không được nói chuyện, được giao tiếp với ai. Nếu mà có mỗi ba mẹ mà không giao tiếp nữa thì càng chậm hơn nữa. Cho nên phải cố gắng. Còn không thì đi ra ngoài đi làm. Đi ra ngoài đi làm nhất định sẽ đối mặt với chủ tớ, hoặc là đối mặt với người. Nếu mà càng đi làm bán quán thì càng nhanh nữa. Phải nói chuyện với khách càng nhanh nữa. Đi ra đời học nhanh lắm, khôn lắm. Xã hội dạy cho mình mau biết. Không biết không được. Không biết không có được nha. Đi ra ngoài không biết không được mà mau khôn lắm. Đi ra ngoài xã hội nhanh khôn lắm. Bình này đầy rồi. Ây, chơi phim mạnh lợ. Chơi phim mạnh lợ. Nếu mà cái thùng nhựa, chơi phim mạnh lợ. Hoặc là chơi thùng. Chơi thùng, cái thùng này nó bự thì dùng chơi thùng mạnh lợ. Đầy rồi. Chơi thùng mạnh lợ. Hảo chữ chi và chữ chi. Hảo chữ chi này đọc như C-H-I. Chờ y chi. Chữ đó. Chờ y chi. Mình đọc chi. Chi. Ồ, cái chữ giống như chữ quờ phải không? Chữ đó đọc chi. Chi. Lúc này là cái lưỡi chúng ta nghe cảm thấy gió đẩy ra. Chữ chi này nó phải bật cái hơi ra. Chi. Nó không phải chi mà, nó không phải chờ mà cũng không phải ép. Nó đọc bằng cái đầu lưỡi của mình. Chữ quờ đó đó. Nó đọc bằng đầu lưỡi của mình, nó bật cái hơi ra. Ví dụ số 7. Chi hào. Chi hào. Chi hào. Còn cái kia là chi, chi chi chành chành cái chanh thổi lửa. Chi. Chi, hảo. Sầu chi, điện thoại. Sầu chi. Chi hào. Bia sân chi. Bia sân chi. Đừng tức giận. Chị dạy online mỗi ngày. Chị có cách học. Mỗi ngày chị đều dạy online trên trực tiếp như thế này ha. Bữa nay thì chị dạy nói. Chị chỉ cách học chữ để nhanh nhớ đi ạ. Thường là nhanh nhớ nhất là chị dạy viết chữ ra. Các bạn mà đi chung với chị đã đi suốt đây làm, các bạn đấy đều làm được hết rồi. Em có cái thời gian và có cái sự kiên nhẫn ngồi viết chữ mỗi là ngày hay không đã? Ha, các bạn đi chung với chị đã cố gắng trong suốt bao nhiêu qua thì người ta đã viết chữ và đọc đã đọc được đoạn văn được rồi. Coi em có ngồi được hay không, cái này cần cái sự ngẩn nại, đó là ngồi nhiều lúc ngồi cả 2-3 tiếng. Ít nhất 2 tiếng nha, mỗi ngày. Hồi trước còn ngồi 3-4 tiếng. Chống ru jin xí khở chân. Chống ru jin xí khở chân. Cái này. Hảo, rồi gì nữa? Chơi là chơi. Bia chơi wo. Đừng có chơi. Chơi là dí, là đuổi theo. Nì bú yào chơi wo. Đừng có đuổi tôi. Chơi mà dùng trời chơi. Nì bú yào chơi wo. Dù rỉn chơi wo. Có người đang đuổi theo tôi. Có người đang dí theo tôi. Dù rỉn chơi wo. Còn cái từ này nó sẽ không hướng về chờ. Cũng không có hướng về ép. Nó là chơi. Nì bú yào chơi wo. Bú yào chơi wo. Đừng có hối tôi. Wo bú xin. Wo m sông xin. Tiếng Phúc Kiến nói wǒm sōng xìn, tôi không tin. Wǒ bú xìn, tôi không tin. Mai viết mấy giờ? Cũng là 8 giờ như thế này luôn. Bìa. 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 Bìa là bì gì? Nì bì wǒ. Bạn ép tôi. Chị có dạy online nha. Kênh này là chị đang dạy online mỗi ngày đó. Thường thường thứ bảy là chị sẽ trả lời những cái câu gấp gáp mà trong cuộc sống các bạn đang dùng thôi. Những cái câu này. Diễn tả cái nóng bằng tiếng, bằng những từ nào chị? Ví dụ đồ nóng, nước nóng, thời tiết nóng, thời tiết nóng. Ồ, thiên chi hào rơ. Thiên chi hào rơ. Thời tiết nóng quá. Hào rơ, nóng quá. Thiên chi chân rơ. Thời tiết thật là nóng. Còn cái nước mà mình uống thì mình không nói rơ. Hào thang ồ. Hào thang ồ. Nóng quá. Hoặc là rờ cái chán. Ồ, hào thang ồ, nóng quá. Còn thức ăn nóng thì mình nói
Ồ, mien hai hẳn thang. Mien hai hẳn thang có nghĩa là mì còn rất là nóng. Từng xa chai chứ. Hoặc là chơi liang chai chứ. Thổi nguội rồi hả ăn. Hả? Kiệt sĩ thì thường nói là xào chi. Xào chi. Ừ. Hoặc là liền sợ. Đều được hết. Liền sợ. Chi chơ. Chi chơ thường nói xe Honda, xe máy nha. Chi chơ là người nói về người xe, nói về chiếc xe Honda. Nhưng mà bây giờ người ta lại chỉ cái từ chi chơ. Chi chơ tiếng Phúc Kiến gọi là ô tô bay đó. Ô tô bay. Ô tô bay nói theo tiếng Nhật. Ừ, ô tô bay. Còn cái từ chi chơ này thì diễn tả một người nói nhiều, càm ràm nhiều. Hoặc là một người hay hay chích chóc người, hay móc người nào đó, thì người kia sẽ nói ní hình chi chơ này. Cà chớn lắm á. Cà chớn lắm gì lắm á. Xào xí quẩy. Wò bú sáng xin. Ê đúng rồi. Bạn đến đón tôi. Nì lại chia wò. Nì lại chia wò. Đi lại chạp wò. Đi lại chạp wò. Đó là tiếng Phúc Kiến. Nì lại chia wò. Bạn đến đón tôi. Đó là tiếng Trung. Bò kèo. Bò kèo. Bò kèo đó là đánh. Bò kèo đó là tiếng Phúc Kiến. Cho nó gọi là gì? Đánh 13 hả? Đánh 13 lá gì vậy? Nói chung là đủ thứ hết. Cái đó gọi là chung là chơi đánh đánh cái gì đó. Đánh bài gì là dở gì đó. Nì lại chia wò, nì lại chai wò cũng được. Nì lại chai wò cũng được. Chị ơi, nếu mình chưa rành tiếng Trung thì dịch ở ứng dụng nào? Chị thường chỉ cho các em dùng nhất đó là Google dịch. Ha, Google dịch chị thường dùng nhất. Pi. Pi là. Hảo. Ở bên này người ta gọi cái mông là pi cụ. Ha, pi cụ. Pi là thông thường là mình người ta nói một cái gì đó mà người ta không tin. Người ta sẽ bật cái từ này ra. Pi là. Pi là. Ý là theo cái nghĩa là vậy thôi. Pi là. Pi thường nói về cái mông mà. Cho nên khi mà mình nói một cái lời gì đó không đúng hoặc là cái nói cái lời gì đó mà người ta không tin, người ta sẽ nói cái từ pi là. Em như điếc luôn. Thì cứ học đi em, cứ học đi là được hả? Quét xưởng, quét công xưởng hả? Sắp Tết rồi không? Dọn dẹp công xưởng. Chỉnh đi. Chỉnh đi công xưởng. Chỉnh đi công xưởng. Dọn dẹp công xưởng. Hảo, anh ta chiêu tôi, chiêu chọc tôi. Tha. Thường nói là tha. Tự nhiên quên câu này. Tha cáo wǒ. Tha chi phu wǒ. Hoặc là tha chi nông wǒ. Tha chi nông wǒ. Tha chi nông wǒ. Anh ấy chọc ghẹo tôi. Chị là người Việt, đúng rồi. Xào chi là gì? Là nhỏ mọn, là ích kỷ. Xào chi. Nhỏ mọn, ích kỷ. Hảo, cười là xào. Xào. Xào y cơ. Xào y cơ. Cười một cái. Đi cho hô chiều nè. Bạn mắc cười lắm luôn. Đi cho hô trời. Trời là tiếng Phúc Kiến. Là tiếng Phúc Kiến. Trời. Đi khá trời là kêu bạn cười lên tí. Nè. Còn hào xào hoặc là xào. Đó là tiếng Trung. Ê. Chị em chào chị. Em thích tiếng Trung, hỏi chỗ rồi mà không thấy ai dạy. Chị có dạy tiếng Trung không? Có. Chị dạy tiếng Trung mỗi ngày ở đây. Tại em chưa phát hiện. Chị dạy ở đây mỗi ngày. Ở bên kênh này là thứ bảy chủ nhật là chị dạy buổi tối như thế này. À, hôm nay thì không có viết tại vì hôm nay câu hỏi nhiều, chị sẽ trả lời câu hỏi. Còn thứ ngày mai nhất định sẽ viết ha. Thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần luôn, mỗi ngày luôn. Thứ 3 đến thứ 6, thứ 2 được nghỉ một hôm. Thứ 3 đến thứ 6 từ 11 giờ đến 11 giờ trưa tới hơn 1 giờ là học theo sách giáo khoa. Một đoạn văn, một chuyện cổ tích giải ra, viết ra luôn. Viết bài ra miếng như mau nhớ chứ trời, có ai mà dạy nguyên bài văn mà nhớ liền. Không viết ra lấy gì mà nhớ, không nhớ nổi đâu. Có bài văn xem lại, điều đó nó hay hơn. Hoặc có ai dạy không chị, chỉ em với. Có ai dạy, chị dạy nè em không học. Chị dạy mỗi ngày luôn em học. Từ chi và từ chi giống nhau không chị? Không giống nhau. Cái từ này giống như dấu lớn dấu bé của mình. Nó đọc bằng chi. Chi. Tuy là cái miệng của chị hai răng chạm vào nhau, cái môi, cái hình khuôn miệng nó giống nhau, nhưng cái từ chi là cái chữ này nó đọc bằng chi là chờ y chi. Chữ thứ hai, chờ y chi. Chi.
chi. Và cái chữ đằng trước này nó giống như là chữ chờ và kép với chữ s vậy đó. Nó như thế này. Chi, chi. Còn bên kia. Chi, chi. Chờ y chi. Chi và chi. Nó khác nhau nha. Chị có thể nói với em cái từ đằng trước nó giống như là có chữ s đằng trước rồi đó. Ừ. Chi. Nó bật cái hơi ra. Chi. Còn bên này là chi. Chi. Chờ y chi. Chi. Với lại chi. Khác nhau. Không có giống nhau. Ừ. Thích quá. Nhưng không. Cũng có thời gian. Cắt góc bao nhiêu ạ? À? Cắt góc bao nhiêu? Cắt chèn. Chèn tố sọ. Ừ. Chèn tố sọ. Cắt bao nhiêu? Học viết nghiện nghiện rồi nè. Không viết khó chịu quá cô ơi. Cho nên là các bạn nào mà viết rồi là nghiện luôn đó. Các bạn có chịu ngồi hay không thôi. Chứ bọn mình là học là phải chịu ngồi. Mà đã ngồi rồi là phê ra lắm luôn. Rất là thích học. Rất là... Khi học rồi chúng ta thấy mình viết chữ được, phát âm chuẩn. Là mình học mỗi ngày, mình cứ ham muốn học đeo bài mỗi ngày luôn. Còn các bạn có chịu ngồi hay không thôi, bọn mình ngồi mỗi ngày. Chị vừa trả lời vừa viết ra từ... Đúng rồi, vừa dịch ra từng chữ vừa viết ra luôn. Ha. Còn bên này hả? Nè không, các bạn ghiền các bạn một ngày không viết là thấy... Thấy có cái gì đó rồi đúng không? Các bạn phải cố gắng lên. Chị ơi chấm hỏi. Có đôi thẻ cư trú không? Chị không có đổi thẻ cư trú cho ai hết nha. Nếu mà em muốn đi đổi thẻ cư trú, em phải đến ỉ miễn sụ. Em tới trực tiếp ỉ miễn sụ đổi nhanh hơn, không có tốn bao nhiêu hết, khỏi nhờ người ta. Chạy thẳng lên ỉ miễn sụ đổi. Nó chừng có 5 phút là ra rồi. Tới trực tiếp ỉ miễn sụ đổi 5 phút là ra rồi. Thời gian là học mấy giờ? Từ nếu mà ban thứ ba đến thứ sáu. Thứ ba đến thứ sáu thì học lớp 11 giờ trưa. Ha, 11 giờ trưa giờ Đài Loan. Còn thứ bảy chủ nhật là học lúc 8 giờ tối. Ha. Soi mói thường là theo thi hoặc là bói long tìm vết rồi đó. Soi mão chiếu sư. Soi mão chiếu sư. Chị sống bên đó chị sống bên này 20 năm rồi. Ni hao khờ ai, xie xie. Ê, gặp gỡ. Nay thì bóng đổi hình này hả? Gặp gỡ, hôm nay không viết buồn quá hả? Mai viết không sao đây, chị trả lời câu hỏi chưa hết nè. Mai viết đi. Châu. Hơi chu. Châu. Cả châu, cả chu, cả hai đều là châu hết. Cả hai chữ đều là châu hết. Cái chữ châu này dùng cho bạn nam. Chữ châu này dùng cho nam. Còn chữ châu này dùng cho nữ, nó là châu báo rồi châu ha. Cả hai đều là châu của em hết. Em Thúy An em hỏi đó. Lão bàn đi ăn hải sản. Mời lão bàn đi không? Lão bàn, 我请你吃海鲜. Lão bàn, mình dùng ngày mai đi. Lão bàn, 明天我请你吃海鲜. Lão bàn, 明天我请你吃海鲜. Ha. Hôm nay chị nói chuyện tâm sự đi. Hôm nay cô nói chuyện tâm sự. Tâm sự về đời cô lụ nữa hả? Kể nhiều quá các em nghe buồn không? Về thăm gia đình. Hồi chư khan của the gia đình. Hồi chư khan của the gia đình. Nếu mà em nói người ta về thăm gia đình thì em nói Tha hồi chư lợ. Tha hồi yue nàn lợ. Tha hồi yue nàn lợ. Tha hồi chư khan tha the ba ba ma ma lợ. Nó về Việt Nam rồi. Về Việt Nam thăm ba mẹ rồi. Tiếng Phúc Kiến ở bên này người ta gọi là Phú Chien Hoa, Mình Nán Hoa, Thái Yu đều có người nói hết. Tại gì? Y đế con tại gì vậy là? Y đế con Mình Nam Ghi, y đế con Hồ Lô Ôi, y đế con Học Kèn Ôi. Tất cả đều là tiếng Phúc Kiến hết. Bạn dạy tiếng Trung online à? Đúng dạ. Hả? Tiếng Phúc Kiến gồm phần nào? Tiếng Phúc Kiến thật chất người Phúc Kiến cũng là hồi xưa là cũng từ Phúc Kiến qua bên này. Ông bà từ xưa là từ hồi đó là hồi đó cái miếng đất này thì nói chung là ai là Duyễn Chu Minh ở đầu tiên hả? Người hỏi lại người Hà Lan ở đầu tiên hay sao á? Sau đó rồi đến người dân tộc bên này có nhiều người dân tộc là những người khai thác người Đài Loan. Khai thác đất Đài Loan gì chứ. Người ta khai thác đào hồi đó đây là đào hòn đảo thì người ta đào nói chung là người đa phần là ở đâu cũng vậy, đa phần là người dân tộc sẽ khai thác. Người dân sẽ từ từ đẩy người dân tộc lên trên còn khúc đó của họ. Họ giành hết. Hồi đó người dân tộc thì hơi khờ, chủ yếu là có miếng ăn là được rồi, không đòi hỏi nhiều. Cho nên là người mà vô thì cho bạn miếng thịt miếng nấy gì đó, thế ra bạn đi lên, bạn cứ lên khai thác tiếp đi. Thì người dân tộc càng lên núi, họ càng lên núi ở không à. Còn khúc dưới mà mình moi sẵn hết thì cho những người mà khôn khôn người ta
thì ta lấy đi. Ừ. Có dạy dành cho người mới bắt đầu không? Có chứ, chỉ dành cho người mới bắt đầu đi lên á. Ôi, lão sư hào, ta cha hào. Gia đình dịch không chuẩn lắm chị nhỉ? Gia đình, gia đình thì dùng là gia thiện, mà ít ai nói hủy trừ khăn gia thiện, ít ai nói vậy đó. Ừ, ít ai nói hủy trừ khăn gia thiện. Hủy trừ khăn gia rình. Hủy trừ, hủy trừ khăn ba ba má má. Ha. Google dịch không chuẩn, dịch Google dịch không chuẩn đúng rồi. Google là dịch đâu có chuẩn đâu. Hảo, thay quầy là, thay quầy là đắt quá, thay quầy là. Ví dụ mình mua cái gì mình nói, hả, chế đấy ai lạc chập kho, siêu quầy à là, này ai 60 đồng hả, mắc quá. Chế ai lạc chập kho, siêu quầy, đó là tiếng Phúc Kiến. Còn tiếng Trung, hả, chứ cơ giao 60 khoai ồ, thay quầy là lạ, thay quầy là, có nghĩa là mắc quá, đắt quá. Bãi mù, bãi là màu trắng, bãi sợ, bãi này chữ bãi này chính là màu trắng. Mù là con mắt, mù, à, mù là con mắt. Bãi mù, con mắt ta rõ ràng có trắng có đen, kêu bãi mù. Người ta có đầy đủ nguyên bộ, kêu bãi mù. Bãi mù là con trắng không có đen. Thường Việt Nam mình sẽ nói, mày mù hả? Ông bà nội mày ngồi đó coi tivi, mày không tránh ra, mày đứng mày chặn đường. Cái này bên tiếng Phúc Kiến họ sẽ nói, đi về bật rồi đi. Họ là tiếng Trung, bãi mù đi. Mấy ông khăn đau lào rừng cha, họ mấy khăn đau ta rừng chua cho na bên khăn đen sửa, mày tặng chua là. Ừ. Hoặc là nhí nha nhí nhảnh nè. Ấy, cái chỗ nơi nào đó không nên nhí nhảnh mà chạy vô đó nhí nha nhí nhảnh. Người kia sẽ ra chửi, chửi rồi người này sẽ nói bãi mù. Ê, có nghĩa là không có hiểu chuyện, không có biết chuyện. Thì làm những cái chuyện gì đó hơi ngốc nghếch, hơi cà chớn, hơi không có mắt một chút xíu là người ta sẽ nói câu này. Ừ. Thái quan hoa, ê, thái quan hoa cũng được. Một khóa không có bao nhiêu tiền, không có đóng tiền gì hết. Bình tĩnh. Bình tĩnh, à, bình tĩnh. Theo tiếng đúng Hán Việt của nó, bình tĩnh. Chiên miên là gặp mặt, gặp nhau. Chính hiên của mình nhau chiên miên, hôm nay chúng ta gặp mặt, chúng ta gặp nhau. À. Bình tĩnh. Tên an nhiên, không phải an nhiên. Bình tĩnh là bình tĩnh, bình tĩnh hoặc là bình tĩnh, chứ không là bình. Đọc là an rãn mới là an nhiên. An rãn. Ừ, nhìn hắn khờ ai xì xè. Chỉ người Việt gốc hoa, người Việt gốc cây em ơi. Không phải là người Việt gốc hoa. Người Việt gốc cây. Chị ơi, em nhắn tin cho chị mà ông... Trời ơi, tin nhắn riêng chị ít trả lời lắm. Mỗi lần vô tin nhắn liền, không biết mấy ông nước ngoài nào mà ông cứ gọi. Ông hay lắm nha. Ông canh chị vô tin nhắn riêng mà ông gọi ren mà cả máy. Chị nhìn thấy cái tên ông là chị sợ. Cho nên chị ám ảnh chị ít vô tin nhắn riêng lắm. Các em cứ tin nhắn chung trong này đi. Chị vô video chị trả lời mỗi ngày mà. Trời ơi, tin nhắn riêng làm gì, tin nhắn riêng. Mỗi lần mà vô tin nhắn riêng là bắt đầu ám ảnh với mấy ông. Có một cái điện thoại một mấy ông gọi rèn 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 làm gì được nữa. Cứ gọi liên tục mà hết ông này đến ông kia mà toàn để tiếng Anh, tiếng Mỹ gì không à. Đọc không ra mà nhìn thấy cái hình là sợ. Không, mình là người ấy mà mình gặp cái cảnh này chị sợ dữ lắm. Cho nên là chị ít vô trong ba cái tin nhắn riêng lắm. Mà mấy ông hay lắm nha. Không biết ông nhìn chỗ nào không biết nữa. Mà chị vừa vô tin nhắn riêng là ông biết liền à. Ông gọi điện muốn cháy máy của chị luôn. Mà có cái điện thoại một ông cứ rèn 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 rèn. Chị đâu có dám bấm nút. Chị sợ bấm nút tắt thì ổng lại gọi lại. Tại sao? Ổng bấm nút tắt là ổng biết mình đang canh ngồi nghe cái máy rồi. Cho nên đâu dám bấm nút. Mà ổng để hoài không chịu tắt luôn. Mà chị thấy nhìn cái hình nước ngoài với lại cái để tên nước ngoài chị sợ dữ lắm. Cho nên giờ chị không dám vô tin nhắn riêng nữa. Mà mấy ổng không biết làm gì nữa. Chị có biết nói tiếng nước ngoài đâu mà mấy ổng cứ gọi điện như chị rèn rèn rèn. Mà nói ông ơi tôi lại ông đi ra chỗ khác đi ông ơi. Tôi có cái máy một để tôi làm từ vựng, để tôi làm tới này, tôi gửi tin nhắn rồi này kia, tôi làm công việc chạy ông hết. Mà ổng cứ rèn 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 ngoài đâu có làm gì được. Cho nên chị rất sợ vào tin nhắn riêng. Làm ơn cứ vô trong cái video đó thả trong đó chị đọc hết à. Đừng có gả tin nhắn riêng. Giờ chị sợ lắm. Nhiều lúc mà chị còn không dám lướt tin nhắn của người nhà nữa vì chị bước vô cái MSN hay là vô mấy cái nơi mà tin nhắn riêng là không biết ở đâu nữa. Mà mấy ổng hay thiệt á. Trời ơi, mỗi lần mình vô tin nhắn riêng là ổng phát hiện liền à. Là gọi ngay tức khắc mà hết ông này đến ông kia. Mà mình có quen ổng đâu. Mà thấy chữ nước ngoài với lại để cái hình là mình sợ rồi. Nhiều lúc cái chữ không biết chữ Lào hay là chữ gì. Nó quạch tùm lum á. Trời đất ơi, ông này ông nào. Mọi coi nhắc lên ông nó chào tôi cũng không biết chào ông như thế nào nữa. À, chị sợ đến giờ luôn á. Lúc nào ngày nào cũng vậy nha. Ngày nào cũng vậy, đôi khi chị phải bắp vô để chị đi. Lâu quá nhớ mẹ, chị bấm vô chị gọi. Bắt đầu ông gọi rồi đó. Bắt đầu ông gọi qua rồi đó. Nói sao ông này không biết mình lên, ta hay dữ trời. Trưa này chị có dạy hả? Chưa, chị có mà. Chưa chị dạy bánh phở bò bánh. Em thích chị nhiệt tình à, cảm ơn em.
Hey, chị cho em hỏi học nhé. Ok, phong tụ là phong độ. Phong tụ, nhìn hình dụ phong tụ, bạn rất là có phong độ. Thiên chi nói về khí hậu, gia tàn nói về trứng gà. Chi và chi luôn ấm ảnh em ơi. Chi, chi thì cứ đọc chờ y chi thôi. Chi, chi, còn chữ chi nè. Chữ chi, khi ta đọc chi, nó không có bật cái hơi ra. Chi, đúng không? Chi, em đọc số 7 coi. Chi hậu, chi hậu, chi hậu. Chi và chi, nó không có giống nhau. Chi nó mạnh cái hơi hơn. Khi mình đọc chữ chi, nó đọc như chờ y chi của mình vậy đó. Chi, nhưng chữ chi nó khác nha. Cái hơi nó mạnh hơn. Chi, đỏ mặt chưa? Nó hơi mạnh hơn. Nó bật cái hơi ra ngoài. Còn chi nó không có bật. Hảo. Chi nó giống như cái hơi, nó giống như không khí vậy đó. Thiên chi. Chi, mấy chi lơ. Hết hơi rồi. Cái chữ đó nó có hơi đi ra ngoài đó. Mấy chi lơ. Đỏ mặt rồi. Vậy đó. Hảo. Thống ru chinh chỉ khở. Chống ru chinh chỉ khở. Chống ru chinh chỉ khở. Giấy tái nhập cảnh. Ủa chị Thanh Ba đọc dấu hỏi hay dấu ngã? Dấu nặng là do tại vì mấy ổng đọc nhanh quá, mấy ổng lười lên. Mấy ổng xuống không mà không có lên, cho nên cảm thấy chúng ta cảm thấy là dấu nặng. Chứ nó không phải dấu nặng. Thanh Ba là dấu ngã. Nó mới đúng. Nó xuống rồi nó lại lên. Dấu hỏi là tại vì dấu hỏi nó thanh hai rồi. Đọc thanh hai đọc như dấu hỏi ngước cổ lên rồi. Đúng không? Khi đọc thanh hai đọc như dấu hỏi ngước cổ lên. Cho nên cái dấu ngã thanh ba phải dùng dấu ngã để cho nó dễ. Hảo. Làm sai không nhận. Chua chua hãy bù rận. Chua chua là hãy bù rận. Làm sai còn không nhận. Hổ lộn thông. Hổ lộn phá diễn. Hổ lộn thông là đau họng. Hổ lộn phá diễn là viêm họng. Ban ngày em bận. Ban đêm thì em cứ vào YouTube học. Ban ngày em bận, ban đêm vào YouTube học. Muốn học giờ nào học bài cả ngàn video bên YouTube. Bên YouTube lớp 1 vào danh sách phát. Nó có phần lớp 1, lớp 2 dễ tìm lắm. Đừng vào phần video kéo thấy luôn á. Kéo hoài không thấy cái bài nào luôn. Cứ vào danh sách phát, Vân phân sẵn danh sách phát rồi. Vào Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài cả ngàn video bên đó. Vào danh sách phát tìm lớp 1 hoặc lớp 2 theo yêu cầu của bạn. Mình người mới mới vỡ lòng vào lớp 1 tìm danh sách phát lớp 1. Ha, học từ lớp 1 đi lên. Còn mình đã hiểu nhiều rồi, mình muốn viết bài nhiều lên nữa, mình vào lớp 2. Hey, lớp 1 lớp ngày nào bảng nào cũng có bảng chữ cái hết, vừa học bảng chữ cái vừa theo cái đoạn đoạn văn vừa viết luôn. Chịu khó ngồi ngày 3-4 tiếng đồng hồ, đảm bảo học xong 400+ video của lớp 1 đó. Ây da, học không ít nha. Tại vì lớp 1 cũng có dạy thêm thành ngữ nè. Lịch sử có dạy đó. Cho nên là có đoạn văn, đoạn nguyên một đoạn văn của thời xưa, vua chúa rồi chúng ta là viết cả đoạn văn ra luôn. Chịu khó là có được nhiều lắm đó. Chỉ cách đọc, học em nghe với, đọc viết luôn. Bên chị chỉ là đọc viết luôn nha. Làm công ty China muốn học, học thì học thôi. Chị thấy em không? Thấy nha. Chị có làm video dạy học trực tiếp không? Có, ngày nào cũng trực tiếp như thế này hết. Hôm nay là chị dạy theo nhiều chuyện, đó là trả lời trực tiếp. Còn bình thường là chị dạy viết ra luôn. Dạy viết, dạy đọc, chị dạy giải nguyên của đoạn văn. Mình học đoạn văn nào, mình giải đoạn đó. Chị dạy theo sách giáo khoa của Đài Loan. Mình học đoạn văn nào, mình giải đoạn văn đó. Nó có một nguyên một cái câu chuyện để chúng ta học. Chứ không phải là đơn giản là lấy đại ở đâu ra. Nó là đi theo cái chủ đề đàng hoàng nha. Đi theo sách giáo khoa. Mỗi một đoạn sách giáo khoa có một cái chủ đề, có một câu chuyện. Sau đó nhảy qua từ vựng của cái bài đó. Nó có từ vựng, mỗi một bài có 10+ từ vựng, 18 từ vựng, giải từ vựng và mở rộng vốn từ vựng ra. Sau đó rồi còn mình đặt câu ra, rồi tạo cấu trúc câu có luôn. Rồi cái chữ đó nguyên âm từ đâu ra, thời xưa viết như thế nào, thời nay viết như thế nào, từ A đến Z luôn. Đó là cách đọc, cách học của người Đài bên này. Chúng ta đang sử dụng sách của họ và học theo cách đó luôn. Ha, chịu khó học là có hết. Các bạn thấy có các bạn ngồi học ở đây là một ngày hôm nay không viết là các bạn cảm thấy hơi thiếu thiếu rồi. Người ta học hăng say dữ lắm luôn. Người ta thấy một ngày không học là cảm thấy thiếu thiếu cái gì rồi. Cho nên là nếu các em muốn chịu khó ngồi học là có bài hết nha. Chị chỉ được xem live với chị chỉ. Các em nào mà muốn xem live mỗi ngày, mơ muốn có người báo, hãy bấm vào đây, follow kênh và bấm vào cái nút gọi là tất cả các video, bật tất cả các video lên. Nè, để làm gì? Để nhận được like, tin tức báo nha. Trời, học khoảng bao lâu thì được? Cái này là tùy em hả?
Cái này là tùy em. Em học khoảng bao lâu? Người truyền cho em là truyền mỗi ngày. Còn em, có người hồi đó chị nói là cái bảng chữ cái học trong 3 tháng là thuộc. Bảng chữ cái là chị làm cả hai bảng nha. Chị làm bảng chữ cái của pinyin và chú âm luôn. Chú âm và phiên âm luôn. Ý là bảng phiên âm, bảng chữ cái của Đài Loan và Trung Quốc luôn. Mà chị nói trong vòng 3 tháng. Nhưng mà vẫn có bạn 1 tháng là thuộc rồi. Đúng không? Mình thông minh mình sao nói được. Trời ơi, mình thông minh 1 tháng mình thuộc, cần chi 3 tháng. Cho nên cái này chị không nói trước được. Tùy em nha. Ê, chị thấy em nha. Hảo, chị ơi em hỏi. Dễ dàng. Hỏi dễ cũng không dễ. Rỗng y dễ bụi sư hình rỗng y. Chẳng rỗng y dễ bụi sư hình rỗng y. Chẳng nán nó dễ bụi sư hình nán. Nói khó thì cũng không khó, mà nói dễ thì cũng không dễ. Hảo. Rồi gì nữa? Em muốn đăng ký thế nào ạ? Ở đây có nút cộng nè em. Bấm vào đây cộng vô. Bấm vào đây cộng vô. Và người ta hỏi mình bật tất cả video không thì mình bật tất cả video lên. Quê chị ở Đồng Nai nha, Định Quán Đồng Nai. Chị làm công, em làm công ty nội thất có nhiều cái quá không hiểu được. Em phải chọn từ Việt ra, chọn tiếng Việt ra những cái gì em cần. Xong em thảy vô trong các video nào đó, chị vô chị coi. Chứ còn công ty nội thất nó có a bờ cờ giờ đời gì trong đó đâu mà chị biết. Tại vì chị đâu có vô đó làm, chị đâu biết là em cần những gì. Ví dụ như em nói, cái cây này là tiếng Việt mình gọi là gì, em cứ viết ra đi rồi chị soạn cho em ha. Chị mới biết trong đó em đang gặp những cái gì. Có app nào học tiếng Trung phồn thể không? Chia sẻ em với, chị không có xài app nào hết trơn. Chị xài mỗi một cái Google dịch thôi ha. Google dịch thì nó không có chuẩn, nhưng mà mình dựa bản thân mình thôi. Chứ còn app mà dạy ấy thì chị không có học app nào hết trơn á. Hả? Có hay về Việt Nam không? Ít lắm. Từ 5 năm nay vẫn chưa về rồi. Em mới sang học tiếng Trung liên hệ với chị sao? Chị không có dạy riêng, chị dạy trên trực tiếp không à? Chị dạy trên trực tiếp. Em muốn học thì cứ bấm vào đây tối. Thứ bảy chủ nhật thì dạy tối, còn bình thường thì sẽ dạy lớp hiện tại bên này đang dạy lớp 2 nha. Từ 11 giờ trưa đến khoảng 1 giờ rưỡi 2 giờ gì đó là xong. Thì nó đang bên này hiện tại đang học lớp 2 kỳ 2 rồi. Còn các bạn nào muốn học lớp 1, lớp 1 dở lòng mà muốn từ đầu luôn á thì phải vào YouTube. YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Tìm danh sách phát, tìm lớp 1. Nhớ tìm danh sách phát để làm chi? Chứ không thôi vuốt cả ngàn video vuốt chừng nào mới tới. Cứ tìm danh sách phát đi, Vân đã chia danh sách phát lớp 1 và lớp 2 hết rồi. Cứ bấm vào lớp 1, bài đầu tiên luôn, ngay cái bài đầu tiên chính là bài số 1. Nha. Còn nếu mà muốn học trực tiếp mà lớp 1 á, thì vào phở bò. Hey, vào phở bò, gõ cái chữ này nè. Gõ cái chữ này. Đó. Để Vân đánh cái chữ này lên và dán trên này, nó khoảng chừng 1 phút thôi nha. Nó chừng 1 phút là nó hết rồi, các bạn chịu khó nhìn. Đâu rồi, phải dán lên. Đó, Vân để lên đó. 1 phút thôi là nó hết rồi. Các bạn nhìn nhìn đó cái hình mà Vân đăng nhìn đó cái chữ đó đó. Các bạn lấy cái chữ đó gõ lên trên phở bò là sẽ tìm thấy cái kênh của Vân. Hiện tại Vân đang trực tiếp vào buổi tối 9 giờ giờ Đài Loan. Từ thứ 3 đến thứ 6, thứ 7 chủ nhật trực tiếp lúc 11 giờ trưa. Vì buổi tối bên này đang dạy, bên đó phải dạy trưa. Và bên đó hiện tại đang học lớp 1 kỳ 1. Nếu mà ai muốn học trực tiếp thì cứ vào đó. Hảo. Ta chào họ, em rảnh vào buổi tối lúc 8 giờ được không? Buổi tối lúc 8 giờ, 8 giờ Đài Loan hả? 9 giờ chị mới dậy. 9 giờ chị mới dậy, 8 giờ chị chưa rảnh. Cho em xin YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Em cứ bấm Hồng Vân tên của chị mà. Hồng Vân Family là tiếng Anh mà. Family Cuộc Sống ở Đài. Này, cái tên kênh là vậy đó. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Sự gian là thời gian. Quan niệm là cái quan niệm của nó. Bổ rùa có nghĩa là rất là mỏng manh, rất là yếu. Cái quan niệm về thời gian của mình rất là yếu. Dùng như vậy. Con chị muốn học lớp 1 khung giờ nào? Em nghĩ là con chị nên học thời gian bên YouTube đi. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Nó muốn rảnh lúc nào nó học lúc đó tốt hơn. Tại vì sao? Tại vì học buổi tối với bọn em từ 9 giờ đến 11 giờ không tốt cho cháu. Biết sao không? Nó học, nếu như mà ban ngày nó có đi học, buổi tối nó học vậy nó mệt lắm. Rảnh lúc nào nó học lúc đó. Nếu như buổi trưa con đi học về rồi, con có thể xem thì con cứ vào YouTube. Chị cho nó học lớp 1, chị tìm danh sách phát lớp 1 cho nó. Ha, bấm vào danh sách phát lớp 1, bài đầu tiên. Cái bài em đưa lên đầu tiên chính là bài số 1. Kế tiếp là bài số 2. Nó đi xuống từ 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 từ, từ đi xuống. Đúng theo thứ tự luôn, khỏi cần bấm đi đâu hết. Còn đi theo bọn em trực tiếp là tối 9 giờ tới 11 giờ đêm. Khuya rồi, con nó mai nó đi học nó chịu gì nổi.
ha, chị vào YouTube cho nó, vào YouTube đi, Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài nha. Ừ, hảo. Tăng tì, tăng tì, người bản địa luôn. Tăng tì rận có nghĩa là người bản địa, người tại địa phương đó ha. Hảo. Cái thìa gọi là thăng sử, thăng sử, thăng sử, cái thìa. Cô dạy anh like mỗi ngày, dạy tối mấy giờ? Tối 9 giờ. Tối 9 giờ giờ Đài Loan. Chỉ được bấm nút nào à? Chỉ nói được đờ cờ là học để bấm nút nào? Bấm nút nào? Đăng ký học là bấm nút nào? Ở đây nè. Ở đây nè, có cái nút cộng màu đỏ nè. Bấm vô. Cái nút cộng màu đỏ. Em ở Tân Phú hả? Gần hơn. Vâng, ở Định Quán. Định Quán Đồng Nai phố mấy? 115 đi vô. 115 đi vô. À. Thật trùng hợp em ở Xuân Lộc Đồng Nai. Chị phát âm chuẩn quá, cảm ơn em nha. Ni hao ni hao. Hảo, ni hao ni hao. Bú huy. Bú huy có nhiều loại lắm. Ví dụ như mình xì xì, xì xì, xì xì, xì xì. À, người kia nói à, bú huy, không có gì đâu. Bú huy là ý là không có gì đâu. Họ không kể là mình xin lỗi người ta thì người ta khách sáo lại. Em phải cảm ơn người ta khách sáo lại. Bú huy là. Còn nếu như 我不会做, tôi không biết làm, nó cộng thêm động từ vào. 我不会做, tôi không biết làm. 我不会写, tôi không có biết viết. 我不会吃, tôi không biết ăn. Không có ai nói câu này, người ta sẽ hỏi 你会不会吃? 叫你做什么你都不会, 那你会不会吃? Kêu mày làm gì mày cũng không biết, vậy biết ăn không? 吃我会, ăn thì tôi biết. Còn làm, 做我不会做, làm tôi không biết làm. Thường Việt Nam mình cũng hay nói vậy mà đúng không? 不会 nên nó có nhiều loại lắm nha. Hảo. Ê, chị ơi, muốn học mà không biết bắt đầu từ đâu, muốn học thì học lớp 1 lên cho ta chắc. Tiếng Đài Loan và tiếng Trung Quốc hơi đấy, cái chữ nó khác, chữ của Đài Loan sẽ nhiều nét hơn, phồng thể mà. Thứ hai nữa là một số từ nó hơi khác, chứ không thôi là cũng giống dữ lắm. Nói chung là bây giờ mình ở đây mình nghe tiếng Đài quen rồi, bây giờ qua bên Trung mình nghe tiếng Phúc Kiến của Trung cũng nghe được nè, mình nghe tiếng Trung cũng nghe được nè, mình qua bên Trung Quốc mình giao tiếp với người ta cũng ok nè. Vân đi Trung Quốc đi mấy đợt rồi, đi qua Hồng Kông nè, đi qua Phúc Kiến nè, và đi qua Quảng Đông, Quảng Tây, đi hết rồi, đi mấy chỗ này rồi, có nhiều chỗ rồi. Vân cũng còn đang muốn đi nữa, nhưng bây giờ đang có con còn nhỏ không đi đâu được hết. Cái thời mà Vân trở về một mình đó ha, là Vân đi chơi, đi làm vẫn đi làm và đi chơi, đi qua có bạn thì ở bên Phúc Kiến nè, đi qua Phúc Kiến chơi nè, đi Nản Chin nè, rồi đi cái gì Phú Chiên Sơn, rồi đi qua Xiamen đi xong rồi ngồi xe gọi là xe lửa, giống như xe trên xe đường cao tốc vậy đó. Đi xe xuống dưới quê, cái khu dưới quê cũng buồn lắm á, nhưng mà nói chung là đối với mình rất là lạ, mình đi chơi mà đối với mình rất là lạ, mình cũng cảm thấy rất là hứng thú. Nó tuy nó nghèo, nó buồn thiệt, nhưng mà cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà ai ở lâu á thì không ở được đâu, nó buồn dữ lắm. Nhưng mà mình đi chơi thì mình cảm thấy cái nơi yên tĩnh là nơi thích hợp cho mình du lịch nhất. Rồi còn đi những nơi đông thì đi Hồng Kông nè. Thì Hồng Kông, tự nhiên Hồng Kông từ bên Trung Quốc lái xe qua Hồng Kông nha. Đang ở bên Trung Quốc lái xe bên tay phải, chạy qua Hồng Kông lái qua bên tay trái làm hết hồn. Gì ông nội, ở bên này không chạy, không chạy qua bên kia. Mà hàng bên kia cũng một hàng xe. Ý là đang mình tưởng đâu mình đang né xe hả, kỳ vậy. Họ từ bên đó họ lái xe qua Hồng Kông nha. Lái xe là qua được rồi. Đang chạy bên phải, chạy qua bên trái làm hết hồn ngồi sao. Tự nhiên đứng, vụ gì hả? Tự nhiên bên này không chạy, chạy qua bên kia, mà xe bên kia, bên này không chạy, sao bên kia mà nguyên một hàng xe là sao? Đổi ranh giới là nhảy qua một cái ranh giới khác là chạy xe cũng khác luôn. Ngộ vậy đó. Cho nên là cảm thấy mình đi rồi mình mới biết được. Mà nói chung tiếng Trung ở bên này, mình dùng tiếng Trung bên này qua bên đó xài thông dụng hết á. Xài thông hết á. Ở bên đó có nhiều người, người ta học được tiếng Trung là người ta biết có thể khi gặp người Đài Loan người ta sẽ nói như thế nào. Người ta sẽ nói như thế nào, người ta đều thông được hết nha. Hảo. Rồi gì nữa? Em nghe và nói bắt đầu từ đâu? Muốn nghe và nói. Nói chung là cũng học trong sách Nhi Thái Vân luôn, cũng học với bọn Vân mỗi ngày. Nếu như bạn không muốn viết ra, vì Vân thấy cái thời gian ngồi đó cũng ngồi đó rồi, mình ngồi coi cũng ngồi coi rồi, mọi người đang viết thì mình thấy, mình coi riết mình cũng sẽ ghiền đó. Thấy người ta ngồi viết từng chữ từng nét, mình nhắm mình cũng làm được, mà tại sao mình không làm được? Viết ra giúp bạn phát âm từng chữ hay lắm. Tại vì từng nét một, hả? Vất vả, xin khổ, vất vả.
chị giỏi quá, cảm ơn em. Chị Duyên quá, nói chuyện hay quá, cảm ơn em. Xin khổ. Em ơi, chị muốn học tiếng Trung được không? Được hết hả? Ai học cũng được hết. Kèm 1-1 không? Vân không còn thời gian kèm 1-1. Vân dạy mỗi ngày, Vân thời gian Vân xài, vừa đủ xài. Không còn thời gian kèm 1-1. Chị kèm em với, chị kèm trên trực tiếp. Nếu mà em nào muốn cứ bấm vào đây và học thôi ha. Chị kèm trên trực tiếp mỗi ngày. Em nào muốn thì vào học thôi, chứ còn chị và 1-1. Rất là nhiều người inbox cho chị kêu chị dạy 1-1 đi. Nhưng mà chị thời gian đâu nữa mà 1-1. Sáng sớm mở mắt ra là chở con đi học. Chở con đi học xong là làm gì? Chở con đi học xong quay về là chuẩn bị chưa ăn sáng được đâu nha. Vân phải lụi hụi trong việc nhà, làm xong việc nhà tới 10 giờ Vân mới ăn sáng được. Ê, coi làm việc nhà nè, rồi giặt đồ, giặt quần áo nè. Hoặc là đôi khi phải trả lời một số tin nhắn nè. Đôi khi vừa ăn vừa trả lời luôn, tại không đủ thời gian xài. Rồi hả, phải chuẩn bị từ vựng để lát nữa ra video nè. Làm từ vựng cũng khá là lâu luôn á. Tại những cái màn cái chữ mà các bạn bấm vào đây để vào xem kênh chính của Vân, có rất là nhiều video để xem. Và cái chữ chạy trên video là do Vân làm hết. Ê, những cái chữ đó chạy video là Vân phải soạn từ vựng trước rồi quay sau. Sau đó là Vân phải ăn sáng xong là 11 giờ là Vân bắt đầu like rồi. Vân like có cái điện thoại một thì mình phải làm đủ thứ mà. 11 giờ Vân bắt đầu like, Vân like tới khoảng 1 giờ rưỡi. Hoặc là có khi gần 2 giờ Vân sẽ xuống. Xuống rồi có rảnh đi ăn cơm thì ăn, có nhiều lúc mà thấy không có đi ăn cơm được là cũng không đi luôn. Chuẩn bị quay video. Quay video, quay xong video không lâu nhưng mà dán hình video lâu lắm. Dán chữ lâu lắm, người lúc ngồi làm cả một tiếng đồng hồ mới xong một cái video. Xong cái video đăng lên. Đăng lên thì cũng lụi hụi 4 giờ đi rước con rồi. 4 giờ đi rước con về. Rồi cho con ăn uống, cho con tắm rửa hoặc là đi công viên chơi tí xíu. Là mình chuẩn bị ra cái video nữa hoặc là chuẩn bị lên like. Đôi khi còn chưa kịp ăn cơm tối là phải lên like rồi. Đấy, làm nhiều việc lắm, còn đâu nữa mà 1-1. Còn đâu nữa mà 1-1. Hả, chị có... Chị cảm ơn em, chị xin vào lớp nhé. Rồi ok, các chị muốn học cứ bấm vào đây follow. Và mỗi ngày nhớ nha, thứ bảy chủ nhật thì chúng ta học tối, ngày mai cũng 8 giờ tối. Còn thứ hai chúng ta tổng thể nghỉ một hôm. Facebook với lại bên này đều nghỉ một hôm hết. Em nghỉ ngày hôm thứ hai, một tuần em học 6 ngày. Thì trước học 7 ngày em đuối quá, giờ em đổi ra thành 6 ngày. Thứ ba đến thứ sáu thì chúng ta bên này học lúc 11 giờ trưa giờ Đài Loan. Còn muốn học từ lớp 1 á, bên này là lớp 2 nha. Hiện tại bên này lớp 2, kỳ 2 rồi. Nếu mà muốn học bên này thì lớp 11 giờ trưa giờ Đài Loan vào đại học. Còn nếu mà muốn học lớp 1 thì cứ vào phở bò. Hey, cái nút nãy cái y giống cái chữ này luôn, giống y chang cái chữ này luôn. Vào phở bò lúc 9 giờ giờ Đài Loan. Ok không? Giờ học là như thế đó. Thẻ cư trú vật chung, bên này làm gì có thẻ cư trú vật chung. Một là hóa chảo chư liệu, hoặc là dũng chiều chư liệu trần. Dũng chiều chư liệu trần chính là thẻ cư trú vĩnh viễn. Hai nữa là chư liệu trần, bình thường người ta gọi chung chư liệu trần, có nghĩa là thẻ cư trú. Còn mà thẻ cư trú vật chung mà các em nói đó là cái gì? Cái gì gọi cũng quên rồi. Cái thẻ đó là cái thẻ mà em đi làm cho công ty đó, em cố định em làm bao nhiêu năm mà em thấy tay nghề của em ok, ông chủ ông cần một nhân tài như thế này, cho nên ông cho em một cái thẻ để cho các em được ở lại đây đó làm. Cái đó là khác ha, cái thẻ tay nghề đó. Chứ còn bên này, nếu như mà em làm em thấy tay ông thấy tay nghề ok, nhưng nói chung là ông chủ bên này mà ông thấy mình là một nhân tài á, thì ông sẽ giữ em ở lại. Tại vì sao? Người khó kiếm, nhân tài khó kiếm, người mình thích rồi nhất định ông sẽ tạo cho em một cái thẻ. Thì em chỉ cần nói là của sòng thẻ cư trú bậc trung. Thẻ cư trú bậc trung. Thẻ cư trú bậc trung. Trung giai gì mà? Trung giai kỹ sư nhân lực. Trung giai kỹ sư chứng. Trung giai kỹ sư chứng. Ha. Trung giai kỹ sư chứng. Thường nói là kỹ sư chứng là được rồi. Kỹ sư chứng. Thẻ đó là thẻ kỹ thuật của mình. Kỹ sư chứng. Ha. Nói về cái thẻ mà của những nhân tài, những cái người mà làm việc đồ này kia được á. Kỹ sư. Kỹ sư chứng. Kỹ sư chứng, nói quả chứng. Phải dùng cái chữ ngoại chào nữa. Ngoại chào kỹ sư chứng.
Khảo chi su năng đi. Cái này có phải khảo không nữa? Có phải thi không? Các em có cần phải thi không? Người ta phải cần phải thi nè. Cái này phải có thi, thi xong được cái bằng đó mới được. Em phải thi nha. Trên này họ có ghi thi nè. Ở ngoài Lão Tông Phục, Bộ Lao Động họ có mở cái lớp này. Mở cái lớp cho các em thi. Thi về cái thẻ cư trú bậc trung này. Cái thẻ gọi là cái thẻ kỹ thuật tay nghề của em đó. Nếu mà em thi qua đạt được cái kỹ thuật tay nghề này, không chừng em sẽ được ở lại như thế nào đó, giống như là những người như bọn chị ở lại đây. Phải đạt theo yêu cầu của họ. Nếu mà ông chủ không cần, ông sẽ bảo em đi thi. Em hỏi ông chủ con, em có cần mình như thế không? Nếu ông chủ mà ông cần thì ông bảo mình đi thi ha. Mình thi được cái thẻ tay nghề đó, mình là một người có cái thẻ, có cái tay nghề, mà là một người nhân tài đối với họ, thì họ nhất định sẽ tìm cách giữ em ở lại lâu năm. Thì nhất định sẽ báo cho em biết và em đi thi thôi. Nghe nói cái này cũng phải cần thi á. Không biết là bình thường là chủ thấy mình tay nghề ok sẽ cấp cho mình hay sao. Chứ còn chị thấy cái nghề bên này, bất cứ cái nghề gì cũng phải thi hết. Nghề làm móng cũng phải thi và được nhà nước có cấp bằng nè. Nghề uống tóc mình học xong phải thi, nhà nước mới cấp bằng, mới được treo cái bằng lên đó, mới được mở tiệm cho phải vừa. Bên này mình mở một cái quán là người ta cũng phải kiểm tra mình, cấp bằng cho mình, bán trên đó mình mới được quyền mở quán, chứ đâu phải là và đơn giản mà có được đâu. Cho nên đa phần phải kiểm tra thử coi có cần thi không nha. Chứ đâu phải là ôi giời ơi, muốn có cái bằng đó là có đâu. Không có dễ ăn của các cụ đâu em à. Phải thi, nếu không là em là một nhân tài giỏi lắm, ông chủ không biết. Ê, ông không thể đánh mất một người này. Đối với những người chủ mà ông thấy là mình có cái năng lực đó, là ông không bao giờ muốn bỏ lỡ cái cơ hội là giữ một nhân tài ở lại bên mình. Chủ làm ai làm chủ nào cũng vậy, ông rất là biết nhìn người. Mà đã là một người có tay nghề rồi, nhất định ông sẽ tìm mọi cách giữ mình ở lại. Cho nên là em hỏi chủ em coi xem sao nha. Chữ sư là vâng, về chữ họ tờ cũng là vâng. Về từ nào đúng chị? Ví dụ ông chủ cũng kêu mình, nì băng wo zuo zhege, à, shì, shì. Hoặc là thông thường sẽ nói họ tờ lao bản, họ tờ hay hơn. Shì, họ tờ. Ví dụ mà ông nói, nì băng wo zuo zhege, nếu mà người ta cứ bảo mình làm cái này, làm cái này, làm cái này, mình nghe xong rồi mình nói họ tờ, thì nó sẽ hay hơn. Họ tờ. Ngoan ngoãn nghe lời, dạ dạ vân vân. Họ tờ. Còn ví dụ như cái này, chứ sư nhị tờ mà, sư, sư, lúc này sư là phải, phải đó, chứ sư của nhị tờ mà, sư, 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 hoặc là ông chủ ông nói gì mà kinh kích, sư, 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 có nghĩa là vâng, mình nghe xong lời nói của người anh ta là mình đồng ý, mình ok, hiểu được rồi, mình đồng ý với cái việc đó, mình không đồng ý thì đừng sư, không chịu đừng có sư, hả? Dễ học không chị? Em nhìn em mù không hiểu gì hết. Dễ mà. Có ai mà học hoài không biết chữ đâu. Học hoài nhất định sẽ biết thôi. Dễ mà. Dạy học vui quá, vui nữa, vui vẻ nữa. Cảm ơn nha. Chăm chỉ quá, em lười học quá. Nói chung là phải cố gắng. Mọi người thấy Vân, Vân là người truyền đạt mà Vân phải chăm chỉ rồi. Các bạn học có cần chăm chỉ không? Đi theo Vân mỗi ngày, nếu mà các bạn không bỏ lỡ bài, các bạn đi theo mỗi ngày luôn, thì đảm bảo các bạn sẽ học biết được nhiều, rất là nhiều nha. Vân là người truyền đạt mà Vân đã chăm chỉ rồi. Người đi theo Vân mà không chăm chỉ thì sao được, đúng không? Bài Vân ra, cố gắng ra mỗi ngày, ngồi ở đây mỗi ngày, coi bạn có chịu ngồi mỗi ngày hay không ha. Bất hợp pháp muốn đi nhổ răng có biết chỗ nào không? Chết chà, cái này hơi khó ạ. Cái này là em phải nhờ chủ của mình, nhờ những người bên cạnh mình, người có giấy tờ, người chờ chủ của mình giúp đỡ nha. Nhờ những người có giấy tờ, nhất tốt nhất là người Đài Loan chở mình đi. Chứ giờ không có thẻ giờ sao. Em biết là bên này đi khám, một là quan chi đã quan chi tay cho bảo khả là, nhưng tốt nhất là có người dắt đi tốt hơn ha. Có người dắt đi, chỗ quen biết không, nói chung là ở bên này nếu mà chỉ cần có người quen dắt đi là ok hết à. Có người quen, có chị em người, có chị em người dâu Việt bên này cũng được, người ta có giấy tờ nè. Họ có gì, những người có giấy tờ người ta sẽ giúp mình hết, người ta nói hết, mình khỏi cần nói gì hết. Mình chỉ lặng lẽ vô các nhổ thôi ha. Có người giúp là tốt nhất, còn mình em đi là chị nghĩ không có cách nào khác hết á. Học có được sửa phát âm không chị? Học có được sửa phát âm, bên này phát âm là theo đúng thôi à. Còn em đã từng học qua thì em coi sao em sửa lại thôi. Học nói và nghe nhanh hiểu còn bằng cách nào nữa không? Nói và nghe nhanh hiểu nhất hả?
đó là em phải ở Đài Loan hoặc ở Trung Quốc giao tiếp mỗi ngày với người bản địa luôn, nhanh nhất luôn. Mới bắt đầu thì nên học từ đâu? Từ bảng chữ cái, từ lớp 1 đi lên. Học tiếng Hoa bao lâu rồi? 20 năm rồi em nè. Hả? Này không cần, chứ cần bù dùng, chứ cần bù xì à. Không cần thi hả? Bù dùng khọ, ở trên này họ có ghi khọ. Họ trên này họ có mở lớp thi. Họ có mở lớp thi, nếu như mình thi ok thì mình có bằng. Còn mình không cần thi là do ông chủ ông xin cho mình. Nếu mà mình không cần thi thì cái bản năng lực đó là do ông chủ ông phải xin, ông phải cấp cho mình. Ông phải lên bộ lao động xin nó mới ra cái bằng, chứ không phải là ông phát nhà nước không chứng nhận. Không phải là ông ký cho mình. Ông phải lên bộ lao động xin. À, chủ đồng ý, chủ đồng ý chủ đi xin mới được. Khám sức khỏe gọi là zuo tí jiàn. Zuo tí jiàn. Em muốn học giao tiếp cho người mới bắt đầu vào đâu à? Em vào YouTube thôi, Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài ha. Vào Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Tìm danh sách phát tìm lớp 1 nha, để không thôi ngồi đó kéo cả ngàn video mới thấy lớp 1 được đó. Vào tìm danh sách phát tìm lớp 1 nhanh nhất, bài đầu bài luôn. Nay không cần rồi hả? À, thiền điện. Thiền điện là chè. Thiền điện, ví dụ su 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 mu su su su. Bên này khoai mì, bên này nói sao quên rồi. Su su khoai mì, mu su, bên này gọi mu su, hoặc là su su su, su su hoặc là mu su thiền điện, hoặc là mu su thiền thang cũng được. Mu su thiền thang, chè khoai mì. Sư à, sư à, đây là mình nói với con nít thôi. Ê, hoặc là ai bạn bè mình nói chuyện mình nói à, vậy hả, vậy hả, sư à, sư à, vậy hả. Tôi đến để đầu thú, 我来自首的. 我来自首的. Ê, 你好,我是来自首的. 我要回家. Nói như vậy được rồi ha. Em nghe người ta nói nên học lại, không được qua trường lớp. Em nghe người em nghe ta nói nên nhớ lại không được qua trường lớp. Lúc đi học em thẳng khóa 2 mà chưa từng học pinyin. À, có nhiều người người ta mà em vô sinh nên có nhiều bữa có em nào hai em có hai em không học lớp 1 chạy vô lớp trường trung học sinh, người ta cũng đẩy cho vô luôn. Người ta thiếu người, người ta cũng cho vô luôn, vô có nghe hiểu gì đâu. Hai em ngồi đơ đơ rồi đó, không hiểu gì hết. Trời đất ơi, lớp 1 chưa học, đẩy vô lớp trung học sao học nổi. Trung học là cuốn sách nó dày đặc luôn, mà nói không à, có viết có gì đâu. Toàn là nói không à, ngồi nói rèo một lớp luôn. Hỏi em hiểu không em? Không hiểu gì chứ hết. Em học lớp 1 qua chưa? Dạ chưa chị, em mới bắt đầu, giờ em mới xin vô học. Mà em xin vô cấp 2, mà người ta cũng cho em vô ngồi luôn. Em phải vô cấp 1 trường tiểu học đàng hoàng, chứ không được nhảy người ta đẩy ở đâu là vô đó. Tại vì người bên Đài người này nghĩ rằng em chỉ cần học là được, chứ không cần biết em học thế nào. Chúng ta cũng cần học từ đầu đến cuối, học từ có chữ, có nghĩa đàng hoàng. Nhưng bên này người ta học theo vậy thôi, lớp khóa đồ này kia người ta hạn chế hết. Mà em không biết, em nhảy vô cấp 2 người ta cũng cho em vô nữa. Miễn sao em ngồi đó, nhưng mà em hiểu không mới được chứ. Em ngồi đó em có hiểu hay không mới là vấn đề nha. Chứ chị là chị đi từ lớp 1 đi lên, chứ không bao giờ chị nhảy vô kiểu đó. À, chưa học phiên in phát âm sai, giờ thì phát âm lại thôi. Nếu mà em chưa học phiên âm, hey, em muốn học trực tiếp với chị, em cứ vào phở bò ha. Hỏi mỗi buổi tối, tối 9 giờ. Nếu mà còn không phải cái này, chị ấy đại lên rồi. Em cứ vào ấy nha, em cứ vào YouTube Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Em tìm lớp 1 đi, bảng trong đó bảng chữ cái phiên âm, chú âm gì chị làm cả hai luôn. Em chị làm cả hai luôn, giúp em học đọc, đọc âm cho chuẩn luôn. Hả? Em chăm chỉ nhưng em buồn ngủ quá trời. Có nhiều người cầm cuốn sách lên đọc vài hai trang là ngủ mất tiêu rồi đúng không? Nhưng rất là nhanh, ai mà ngủ không được, cầm sách lên đọc là ngủ được. Hồi đó chị cũng vậy đó. Nhưng mà khi chị học được là chị mê, chị hết buồn ngủ à. Hả? Bây giờ cũng một số bạn học chung với chị. Chị ơi, chị viết chậm quá, em buồn ngủ. Chị viết nhanh, bình thường em viết em khoái lắm. Nhưng mà người mới vô thì mình phải viết chậm. Người mới vô mình phải viết chậm thì nhiều lúc các bạn mà đi chung với mình lâu thì bạn nói viết như vậy chậm em buồn ngủ quá, nhưng mà người mới thì phải ấy thôi. Hả? Rồi gì nữa? Giảm biên chế, cắt bớt là sao? Giảm biên chế, giảm đoạn.
减少编制，减少剪断，也并且严格不的。考试回来做体检，做体检，我看看。khi mà cái gì đó mình cầm lên mình cái ông chủ mình cầm gì đó mà má này khan chứ cơ mẹ ơi mẹ coi cái này nè mình cầm lên của khan khan để tôi xem để mẹ xem của khan 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 còn mình kêu người ta nì khan khan mình đưa cái gì đó cho người ta ví dụ là tin nhắn chẳng hạn đấy nì khan khan anh coi thử xem hoặc là món đồ gì đó mình làm người ta kêu mình coi thử xem khan khan nì khan khan hoặc là mình mai có đi chơi không mai đi đâu đó không của khan khan có nghĩa là để tôi xem thử sắp xếp thời gian như thế nào để tôi xem thử của khan khan cách nào học viết mỗi ngày luôn học viết mỗi ngày học 20 năm siêng quá ở cuộc sống bên này 20 năm tự động nó trôi qua không phải siêng tự động nó trôi qua chứ vần cũng không muốn nó trôi nhanh như thế mới năm nào tôi 19 năm nay tôi 40 rồi không muốn nó trôi nhanh đâu thời gian nó đứng lại cho trẻ hoài vậy đó cho tôi mượn tiền tiếng quốc kiến. phải nói lý do nha. Đôi khi ở wow tài chỉ cái nào. Thế nói à he à che. Chứ có về suy sụ chỉ quá bởi lập. Cấm ế sai cấm hồng bèn chiêu chứ quá hậu à. Đi cấm một hồng bèn chiêu chứ quá hậu à. Có nghĩa là bạn có tiền không cho tôi mượn một ít. Chứ có về à bởi lập. Xu sợi có nghĩa là tháng này chưa có đóng tiền nhà đi cắm mù hồng biển có nghĩa là chỉ có tiền không chịu trực qua hầu gò mượn cho tôi mượn một ít như vậy thì mới được bên này mượn tiền phải có lý do lắm em ơi chứ không phải đơn giản người ta thấy đâu hôm nay không học viết hôm nay vẫn trả lời không à món quà cho phụ nữ hiện đại ê lì u cày xen tay tình nữ nhân mày phân lì u mua một món quà cày xen tay tình nữ nhân cho người phụ nữ hiện đại cách nào viết dễ nhớ mỗi ngày viết là dễ nhớ viết mỗi ngày là nhớ Vân cũng hỏi anh xã Vân có cách nào viết dễ nhớ em viết mỗi ngày em không nhớ sao cứ làm hoài em viết 12 năm sau em sẽ nhớ hết tất cả tại vì ông cũng học 12 năm cộng thêm 5 năm đại học nữa 5 năm đại học ông làm nhà ngành giáo viên ông không làm ông lại bỏ thêm 3 năm vô học làm nữa trời ơi ông học bao nhiêu năm mười mấy 20 năm rồi sao mà không nhớ cho được chào bần lại cho hơi chào bần lại chào bần ăn cơm chào bần ăn cơm nha chào mì ăn mì chào mì chào mỏi ăn cháo chào mỏi chào ba bồi ăn no chưa quá a bồi chà tôi chưa ăn cho hơi chà ăn cùng ăn chung cảm ơn chị dễ hiểu cảm ơn em nha 你们都是瞎掉 là gì? 你们都是傻掉 Trời ơi, nó gõ cửa, đợi Vân tí. Mấy đứa này nó đi, nó không lấy ba nó không gõ cửa cho nó Gì vậy? Ba ba la Sao sinh cái kèm Sao nó mà ta đi Ồ, tôi cho mami rồi à鞋拿鞋子，等一下，爸爸看到，爸爸骂人哦。我不想拿。傻掉，傻掉，就不知道 em đang viết chữ gì nữa, chị không có đoán được. Em muốn học tiếng Trung với chị thì làm sao ạ? Cứ follow kênh, bấm vào đây, bấm cái nút đỏ đỏ này để mỗi ngày, mỗi trưa. Tối mai vẫn là 8 giờ. Tối mai vào viết nha, ai muốn viết tối mai vào viết 8 giờ. Đầu thú gọi là tự sở. Tự sở. Cắt hợp đồng. Các hợp đồng mình không làm với họ nữa. Hợp duyệt bù bù chen là. Nì yao hủy hợp duyệt là hủy hợp đồng rồi hả? Muốn hủy hợp đồng hả? Hủy hợp duyệt. Hủy hợp duyệt. Chị ơi chị là người em ơi chị là người mới bắt đầu chị xin vào lớp 1 tìm gặp em lúc mấy giờ? Nếu mà em chị muốn học lớp 1 mà học trên trực tiếp với em á. Chị gõ cái chữ này lên trên phở bò. Để chị vào trực tiếp với em mỗi buổi tối nha. Còn mà chị muốn có bài sẵn á, chị rảnh lúc nào học lúc đó thì chị phải vào Facebook Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Tìm lớp 1. Tìm lớp 1 ha. Pu lạn còn không thì sao? Còn không như thế nào? Pu lạn. Pu lạn. Còn không thì sao? Còn không như thế nào?
xin chiêu buồn bên này nếu mà mình đi đám ma thì thường sẽ dùng ở xin chế ai. Xào sớm là, nì mân xì xà xì xô, ở chế bên tổng chẳng à? Ờ, xin chế ai, bố bố dùng. Bố dùng, xin chế ai được rồi. Bà bà, mà bố xin cái bà đi chăm sóc bà bà rồi. Chị ơi, em muốn học tiếng Trung. Thì học thôi, thì học thôi. Muốn học kênh này hay là muốn học kênh kia, bên này dạy lớp 2 nha. Bên này dạy lớp 2, muốn lọt vào lớp 1 thì nhớ. Đó, cái chữ Vân đang đăng trên này. Bốn chữ xào duyên sửa thẳng dính chùm lại đó. Xào duyên sửa thẳng đó, gõ lên Facebook là sẽ ra thôi. Em nghe nhiều mới hiểu tiếng Phúc Kiến, bây giờ chưa hiểu lắm. Phải nghe nhiều, phải cố gắng đọc nhiều. Nói chung là cái hoàn cảnh của chúng ta khi bỏ chúng ta qua bên nước Đài Loan. Mình đang ở Việt Nam nói tiếng Việt, qua Đài Loan toàn xung quanh chúng ta điền là tiếng Phúc Kiến, tiếng Trung, hoặc là tiếng khách gia, hoặc là tiếng địa phương của họ riêng nữa, hoặc là tiếng duyển chu miệng, đủ thứ tiếng. Mình đang ở cái môi trường nào, mình sẽ học được tiếng đó. Ví dụ ở Đài Loan đôi khi các bạn lại không học được tiếng Phúc Kiến, không học được tiếng Trung, bạn lại học được tiếng khách gia hay sao? Tại vì bạn ở trong cái thôn khách gia. Đài Loan có một cái thôn toàn là người khách gia nha. Nhưng mà người khách gia biết nói tiếng Trung với tiếng Phúc Kiến không? Biết, họ giỏi lắm. Người khách gia họ biết nói tiếng Trung và biết nói tiếng Phúc Kiến luôn. Họ giỏi vô cùng. Họ biết ba thứ tiếng. Ê, còn người Phúc Kiến họ chưa chắc gì. Đôi khi người Phúc Kiến chưa chắc gì họ biết nói tiếng Phúc Kiến và chưa chắc gì họ biết nói tiếng khách gia và tiếng Trung. Đôi khi những người lớn tuổi ở bên Đài Loan họ mà nói tiếng Phúc Kiến họ chỉ biết mỗi tiếng Phúc Kiến không thôi. Họ không biết tiếng Trung luôn. Con cháu mà về nhà là bà nội bắt. Ai dồ, đi mai cả con đi mai cả mà con có ghi là về nhà, nếu mà con cháu về nhà bà nội mà ông nội bà nội mà nói tiếng Phúc Kiến không á, con cháu về nhà là ông nội bà nội, con cháu mà nói chuyện với ông bà đồng, ông bà nghe ông hiểu là ông bà nói đi mai cả con có ghi là đi ai cả mà con tại ghi cha tiểu đi con có ghi mà theo bộ là cho nên á. Người Phúc Kiến đôi khi người lớn tuổi á, họ không biết nói tiếng Trung. Nhưng mà người nói tiếng, người khách gia họ giỏi lắm nha. Người khách gia họ biết ba thứ tiếng. Bà nội của Vân á, bà nội của Vân là người khách gia, bà có thể nói được tiếng Trung, bà có thể nói được tiếng Phúc Kiến và bao gồm tiếng khách gia luôn. Người khách gia giỏi ghê luôn á, ba thứ tiếng. Mà người tiếng Phúc Kiến chưa chắc biết được ba thứ tiếng. Người tiếng Phúc Kiến á, họ chưa chắc biết được ba thứ tiếng đâu. À, và người nói tiếng Trung họ cũng chưa chắc gì họ nói được tiếng Thái gì chứ đừng nói tiếng Phúc Kiến. Ngộ vậy đó. Người khách gia giỏi lắm nha. Hả? Rồi gì nữa? Thẻ của chú Vĩnh Viễn bảo lãnh mẹ sang chơi được không? Vân cũng chưa biết nữa nè. Thẻ của chú Vĩnh Viễn mà phải có chồng. Phải có chồng bên cạnh. Ha? Vân nghe nói nha, Vân theo Vân biết á. Thẻ của chú Vĩnh Viễn chứ nó không có được gì đâu. Nó không bằng thẻ giấy chứng minh đâu. Ừ. Có nhiều, có cái chị bán quán Việt Nam bên này nè. Chị đợt vừa rồi chị cũng bị dịch bệnh, cái bệnh cúm, cái bệnh mà Vũ Hán đó. Thì có phải là đâu có đóng bảo hiểm thì sẽ được lãnh tiền sao? Sẽ được lãnh tiền, và đợt đó người ta bên này nếu mà ai bị sẽ được lãnh được bao nhiêu tiền, số tiền của nha, của cái bảo hiểm đó. Nhưng chị không được lãnh. Chỉ là thẻ cư trú chị không được lãnh. Bây giờ chị bắt đầu làm giấy chứng minh. Xin nói nha, thẻ cư trú thì thẻ cư trú chứ không có được quyền bằng thẻ giấy chứng minh đâu nha. Người giấy chứng minh mới là người quốc dân của họ, cư trú vẫn là người nước ngoài cư trú tại nước họ mà thôi. Chỉ có cái là không cần mỗi năm đi đăng ký giấy tờ thêm một lần nữa. Đăng ký một cái rẹt mỗi năm đi tốn ngàn té đăng ký một lần khỏi tốn tiền vậy thôi à. Chứ cái thẻ đâu chưa chắc được quyền lợi gì đâu nha. Nó không có quyền lợi gì hết trơn á. Nhiều lúc nó không có quyền lợi gì hết á. Có nhiều chị kể cả cái chị Thái Lan kia cũng vậy, chị định đi làm thẻ của chú Vĩnh Viễn chị bỏ rồi. Chị không bỏ cái ý định đó rồi. Tại vì chị thấy một người bạn của chị cũng người Thái Lan, dắt chồng về Thái Lan ở, thấy quá phiền phức rồi, ba cái tiền viện phí không là chị đã hết hồn. Chị bỏ về đây lại và chị làm giấy chứng minh lại, không dùng thẻ của chú Vĩnh Viễn nữa. Nó không có quyền lợi gì đâu. Chỉ là người có thẻ cư trú, chị ra chị làm giấy visa cho con mình, không được. Không có quyền làm, phải kêu chồng chỉ ra, người có giấy chứng minh ra làm mới được. Có quyền lợi gì đâu. Chứ đừng có nghĩ là lấy cái thẻ cư trú mình có thể có quyền làm được gì. Không, chưa chắc nha. Chưa chắc đâu. Bọn trẻ có biết nói tiếng Việt không? Bọn trẻ hả? Có bé gái biết, bé trai không biết. Tại bé trai lớp 1 mới lên ở với Vân. Ha?
Hả? Thì em cứ gõ cái chữ đó lên, cái chữ lúc nãy chị vừa đánh lên đó. Làm như thế nào để học tiếng Trung à? Khi mà em đã gặp cái hoàn cảnh rồi là em sẽ học được tiếng Trung. Giống như bọn chị bị gã, bị bóc qua bên này, tự nhiên đang ở Việt Nam, nóng cái đầu kéo vô bên Đài Loan, bên Trung Quốc là tự nhiên em biết học à. Không học sao được, mở mắt ra là nói chuyện với người ta rồi, nói chuyện với mẹ mình à. Mẹ mình sai mình, ờ con ơi, phụ mẹ rửa chén, phụ mẹ giặt đồ, phụ mẹ lau nhà. Mấy cái câu này mà không học trước làm sao mà nói, đúng không? Ờ, con ơi, lấy cái này cái mẹ, lấy cái muỗng, lấy cái nĩa, lấy cái này, lấy cái kia cho mẹ. Ờ, lát nữa mẹ nói, đi mua giùm mẹ bịch bột mì, mua giùm mẹ bịch bột gạo, mua giùm mẹ cái chai nước suối, mua cái gì. Không biết nói làm sao mẹ nói được những lời đó. Rồi mình chạy ra ngoài mình làm sao nói được với người ta. Tự nhiên cái áp lực đó nó tới là mình học được hết à. Con người chúng ta đều có cái áp lực hết. Áp lực là nó đẩy ra hết. Ê, không có tài sản đứng tên riêng nên em không có cảm giác an toàn. Thì, 我没有自己的财产，所以我没有安全感。 我没有自己的财产。 哎, 我没有自己属于自己的财产，所以我没有安全感。 哈, em nói như vậy. 好。 Giảng hoa bị trao liễu lì. Học chị bao nhiêu lâu thì mới được nói được thành thạo. Cái này mới tùy vào em thôi à. Tùy vào em, nếu mà em học mỗi ngày mà em không đọc nó ra thì làm sao em có thể thành thạo để đạt việc đọc được. Đôi khi em học với chị, em có thể nghe được, em có thể phát âm được, nhưng đọc được hay không là do chính em đọc chứ không phải là do chị. Là do chính em phải chịu đọc hay không thôi. Em phải đọc mỗi ngày, thậm chí em coi em viết xong cái bài văn, ví dụ ngày hôm nay chị viết xong một bài văn này, tối về hoặc là lúc em rảnh, tối em có chịu mở lại cái đầu bài văn đó, em mở ra em đọc lại từng chữ, em phát âm chưa được em sẽ dùng cái bảng phiên âm kế bên, chị viết như thế này luôn, em phải đọc ra, phải viết vào bên đó, rồi em tối em mở ra em đọc lại cái câu chuyện này, thậm chí em có thể đọc 2-3 lần để cho mình cảm thấy mình đọc lưu loát hơn ha. Em phải đọc, chịu khó đọc ra thì cái này nó mới giúp em được. Em không có một cảnh, không có một cái nơi nào để giao tiếp thì em phải tự mình đọc ra cái đoạn văn này. Vì cái đoạn văn này tác giả bên trong và những người bên trong đang giao tiếp với nhau. Em qua cái câu chuyện này em đọc ra thì giúp em đọc được. Cái này là phải ở em chứ không phải ở chị nha. Ê, xào sinh như tiền là hả? Phở bò là cái nào? Phở bò cái này nè. Phở bò, em gõ cái này lên phở bò. Phở bò chỉ có hai kênh, một kênh chính của chị. Kênh này là kênh fanpage, mỗi ngày chị dạy trực tiếp ở trên cái kênh này nha. Chị dạy trực tiếp trên kênh fanpage. Sau này chị sẽ thực hành cái kênh fanpage này. Nhưng mà cái kênh chính của chị nó đông lắm. Kênh chính của chị, tại hồi trước chị không biết á. Chị lập cái kênh chính chị làm luôn à. Vì vậy sau này chị mới mở kênh fanpage ra. Ừ, phát lại rồi là sao? Phát lại rồi là sao? Đâu phát lại rồi? Đang ngồi nói chuyện đây mà. Ở đâu phát lại? Hả? Bên này chị không có phát lại đâu nha. Chị không bao giờ phát lại đâu mà. Phát lại gì? Sải sải sản. Ờ, sải sản. Sải sản. Xì miên rủ là sữa rửa mặt. Xì miên rủ. Xì miên rủ. Tuổi thân gọi là ủi chư. Ủi chư. Chị người Việt gốc hoa, chị người Việt gốc cây. Chị người Việt gốc cây chứ người Việt gốc hoa gì? Làm thẻ cư trú vĩnh viễn xong xin con, bên này có giấy tờ hợp pháp cư trú bên này không? Làm thẻ cư trú vĩnh viễn rồi, xin con bên này vẫn là thẻ cư trú vĩnh viễn. Vẫn là thẻ cư trú vĩnh viễn, trừ phi em làm giấy chứng minh. Ha, em làm giấy chứng minh thì em mới có được nhiều quyền lợi nha. Giấy chứng minh nó có nhiều quyền lợi lắm đó, nhưng mà có mỗi cái là không có quyền lợi bên Việt Nam, khổ vậy đó. Hả? Chị thấy cái người, chị có người bạn mở Việt Nam, bạn ấy là người Hoa bên này. À, bạn ấy, mình hỏi bạn ấy coi có được làm thẻ cư trú, làm gì. Hiện tại bạn ấy thẻ cư trú, bạn ấy thấy không có quyền lợi gì hết. Bạn thấy không lãnh được cái tiền bảo hiểm đó là bạn muốn làm giấy chứng minh rồi. Và thứ hai nữa, bạn là người Hoa, mình hỏi có được làm hai quốc tịch không thì bạn ấy nói không có, chỉ được một quốc tịch mà thôi. Nhiều lúc con á thì hy vọng được làm mà chờ chưa có làm để coi sao nữa, chưa biết nữa ha. Chị, em mãi không nghe được mấy chị
phải cố gắng nghe nhiều, phải có môi trường chứ, em núp trong nhà không làm sao em nghe được. Em phải có môi trường nói chuyện với mọi người. Ai, chị chịu khó lắm nha. Hồi đó chị đi ra cắt cải á, kế bên hông là cái luống cải là lúc nào cũng hai người ngồi mà. Ê, lúc nào cũng bốn người ngồi chung với nhau ở trong một cái đám rượu đó. Bắt đầu là bọn chị nó làm cải nói chuyện dữ lắm. Các bác nói tiếng thảy gì không à, nói chuyện dữ lắm, kể chuyện cười, tại vì làm cười nó mới qua hết ngày mà làm việc cũng nhanh tay lắm. Cho nên cái hoàn cảnh của bọn chị có nói chuyện mỗi ngày luôn, học từ đầu luôn. Nó nhỏ nhỏ thôi hai đứa. Sao xinh như vậy? Không, bên này không có vụ đó nha chú Tùng Nguyễn. Ê, chị có dạy kèm tiếng Trung không? Chị không có dạy một một, chị dạy trên này mỗi ngày. Nếu em nào muốn học cứ cấp sách vào đây thôi. Thấy gì nói như thế nào à? Tại quán uy nè. Tại quán uy, bài bàn đâm ghi, tại ghi, đều là thấy gì hết á. Phủ chiên hoa. Mệt mỏi hỏi là phí bê nè, hào lê ồ, mệt quá, mệt mỏi quá. Hào lê ồ, hào phí bê ồ, đều có người nói hết. Hảo. Sửa mặt, rửa mặt gọi là xì mien rủ. Sửa rửa mặt, xì mien rủ. Bị bắt giam mấy ngày chị? Bị vụ gì? Vụ gì mà bị giam mấy ngày? Có vụ gì mới được chứ? Thông thường là làm giấy tờ xong, giấy tờ mà giấy tờ của em xong xuôi hết là người ta cho em về. Nếu mà bị bắt, xong giấy tờ xong xuôi hết người ta cho em về. Người ta có chỗ đâu. Thứ nhất là không có chỗ để cho em ngồi nè. Thứ hai là phải có cơm nước cho em mỗi ngày nè. Đó, nhiều lúc nhà nước cũng không muốn vậy đâu. Cho nên là xong giấy tờ là cho em về. Trong vòng chừng mười mấy hai chục ngày. Đôi khi tháng trở lại. Ha. Trời ơi, bắt được tụi em cũng mệt lắm chứ bộ. Phải cơm nước chỗ ở đàng hoàng chứ đâu phải đùa. Chị có biết làm thủ tục không? Không, cái này chị không biết nha. Anh Việt, cái này chị không biết. Đó, em hỏi mấy cái chị ấy á. Mấy chị làm giấy tờ. Em bé gò cứng bụng, tới giờ vẫn còn gò cứng bụng luôn hả? Tới giờ vẫn còn bị à. Em đi khám chưa? Hôm bữa em hỏi tới giờ em chưa đi khám à. Em đi khám đi chứ. Em vô nói à, bảo bảo trong của tu tử biên tờ hào in. Bảo bảo nông của tu tử biên tờ hào in. Em đi khám đi. Của tu tử mấy thêm tôi in in đó. Coi hỏi coi như sao. Cái bụng của tôi ngày nào nó cũng cứng cứng hết á. Ê, 我的肚子每天都硬硬的, 帮我检查一下. Có nghĩa là cái bụng của tôi ngày nào nó cũng cứng hết, xin hãy giúp tôi kiểm tra ha. Em rất muốn học mà bắt đầu từ đâu chị? Lớp 1. Lớp 1, nếu mà mới vào lớp 1. Giảng hoa là nói chuyện. Tha mình chạy giảng hoa, tha mình làng cơ chạy giảng hoa. Hai, hai em đang nói chuyện. Tha chạy niên cụ sư, có nghĩa là đang kể chuyện. Đang kể chuyện. Chị dậy lúc mấy giờ? Thứ mấy, thứ mấy? Bên này hiện tại đang học dạy lớp 2, thứ bảy chủ nhật là lúc này 8 giờ tối. Thứ bảy chủ nhật làm dạy lớp 8 tối giờ Đài Loan nha. Thứ 3 đến thứ 6 là 11 giờ trưa giờ Đài Loan. Thứ 3 đến thứ 6 11 giờ trưa giờ Đài Loan. Còn mà em muốn học lớp 1 á, coi em muốn vào YouTube Hồng Vân Family. Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. YouTube. Tìm danh sách phát, tìm lớp 1. Nhưng thôi chị em vô em tìm cái phần video là em vuốt tới chừng nào mới tìm ra video số 1. Vào danh sách phát tìm lớp 1. Để làm gì? Học từ lớp 1 đi lên. Đó là dành cho người mới bắt đầu. Còn muốn em muốn học trực tiếp thì em vào fanpage. Fanpage thì lúc 9 giờ tối giờ Đài Loan. Thứ 3 đến thứ 6 9 giờ tối giờ Đài Loan. Thứ 7 chủ nhật là học buổi trưa 11 giờ trưa. Đó cái giờ đó như vậy đó. Coi em có chịu học kênh nào ha. Vào fanpage cái tên cùng với cái tên này luôn. Gõ cái tên này là ok hết à. Còn muốn học trên video mà nói mỗi ngày, trời ơi trong này cả ngàn video trong này. Tiếng Trung, tiếng Phúc Kiến gì cũng có hết. Bấm vào đây, bấm vào cái hình này. Bên trong cả ngàn video trong đó. Mỗi sáng cứ ngủ dậy mà muốn học tiếng Trung, rảnh là muốn học mà học đọc á, muốn học để đọc không á, vào đây. Vào trong này, cả ngàn video trong đó ha. Bên trong kênh chính, trời ơi bấm vào đây, cả ngàn video trong này. Học đọc không, không có muốn viết, không muốn gì á, cứ vào đây, video sẵn cho tụi em xem hết trong này. Cả ngàn video trong đó. Hôm nay không viết, hôm nay không viết, em trả lời câu hỏi, ngày mai chị viết nha, ngày mai viết. Từ cho cấp, trợ cấp hay là cho cấp? Trợ cấp gọi là bù trụ. Bù trụ. Ha. Chị ơi, người ta nói na cờ. Khi mà người ta ngọng Việt Nam mình trước khi nói, người ta chưa có suy nghĩ ra cái lời nói. Khi ở Việt Nam mình định nói cái gì đó mà mình chưa nghĩ ra,
mình sẽ nói u áo ớ gì đó. À, còn bên này người ta chưa nghĩ ra, người ta nó cơ chào sầm, cái đó gọi là cái gì mà tôi quên rồi. Hoặc là ví dụ khi mà họ muốn nói cái gì mà họ chưa nghĩ ra, họ sẽ ấp úng bằng cái cách na cờ. À, đó là điều thứ nhất. Còn nếu muốn nói na cờ sư sầm, cái đó là cái gì, thì cái chữ na cờ mà nghĩ cái đó. Ừ. Còn mà người ta ấp úng đó là do người ta ấp úng, na cờ chưa có nghĩa, đó là do người ta chưa nghĩ ra ha. Trợ cấp gọi là bù trụ. Ê, đi mình làm cơ. Nì nè bù răng thà hả? Thầy thi hổ yên nên gặp mà. Nì thi tao nhìn chinh nè lò. Ở nãy à. Ủa khăn tao nì thi tao nhìn chinh lò. Nì ba khoai sang lại lò. Tao tạo có lãng nha, nì mẹ thì tao dưới màu. Mấy hổ á? Nì à, nì chứ tao mà nì găng thi tha chuyên bù lù xì lại lần nè. Nì hãy cản xua mà. 有证据呢，你还敢哭哦？你看你刚刚弄的都露起来了啊！还thử，nó còn thử，nó đưa tay nó thử. Nó vừa đánh trống, nó vừa đánh nào mà nó vừa la làng, con này chuyên gia. Nghĩ là sự, nghĩ là sự, một cái lại một cái đi. Oh, nghĩ đánh ta, ta lại đánh, nghĩ chỉ lại chỉ đi à? Nghĩ là sự à? 他很凶哦，没有用，我真的讲他是我的事，跟你没事。他很凶哦，你一直弄他，他会弄你哦。啊，你每次都这样欺负他。 xin lỗi, quyển sổ dịch như thế nào? Quyển sổ, ví dụ như là bản chữ à, chi sư bản à, à, chứ sư bản chữ à, chứ sư bản chữ, chi sư bản, xiao bản. Hoặc là coi có nhiều loại bệnh lắm. Ừ. Sổ chơ cũng được nè. Sổ chơ. Ha. Điều là quyển sổ hết. Hảo. Xương gọi là gì? Xương gì? Xương này là xương mù hay là xương xương heo? Xương heo gọi là chú, chú cụ. Xương bọ, nhiễu cụ. Còn xương, xương mù thì gọi là gì? U. U. Xương mù. Ha. Làm sao để viết được? Em cứ vào viết mỗi ngày là em viết được hả? Hỏi làm sao chị cũng không biết làm sao nữa. Cầm cái viết lên, cầm quyển sách ra, cầm bút lên, đặt bút xuống theo chị. Chị viết, em cứ nhìn từng chữ, từng bút theo chị viết. À, lớp 1 là viết chậm hơn, lớp 2 sẽ viết nhanh hơn. Ha. Chị sinh năm 85 nha. Trong khi đó tôi chưa làm. Na shi hou wo hai mei zuo. Na shi hou wo hai mei zuo. Lúc đó tôi chưa làm. Na shi hou wo hai mei zuo. Tờ hoa nó thường nằm trong nó cấu trúc nếu thì. Tờ hoa này thường nằm trong cấu trúc nếu thì. Còn nếu tín wo de hua, nghe lời tôi, thì lúc này không phải là cấu trúc nếu thì. Tín wo de hua là bạn phải nghe lời tôi. Tín ma ma de hua, nghe lời mẹ. Nó lúc này nó không phải là nếu thì nữa. Còn mà cái gì đó rủ của tờ họa là nó nằm trong cấu trúc nếu thì như thế nào đó. Ha. Cọc khe là gì? Cọc khe. Cọc khe là gì em? Chuyển bộ là toàn bộ. Chuyển bộ, toàn bộ. Cháy gọi là, ví dụ cháy gì? Hồ sao là. Hồ sao. Chỉ hồ là. Bốc cháy rồi. Chỉ hồ là. Nì hào. Làm sao phát âm zi? Zi. Lúc này, thẳng lưỡi, hai hàm răng chạm vào nhau. Zi, đọc bằng đầu lưỡi và khe răng. Zi, 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 zào an, zào an, zào chan, zào điện, hào zào, xí zào. Hào. Học theo video thì từ bài 1 ở YouTube. Gì chị ơi? Học theo video bài 1 YouTube thì phải vào danh sách phát. Em vào danh sách phát. Tìm lớp 1. Bài 1 nằm trên đầu luôn. Khỏi cần bấm đi đâu hết. Bấm vô thấy bài 1 là bài 1 nằm trên đầu luôn. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Cứ bấm vào đó thôi.
Quỳ chú là tuổi thân. Học bố học được hay không được? Chị ơi, máy đóng nắp. Máy đóng nắp, máy làm cái nắp á hả? À, mổ chú. Chào mổ chú, chua y cơ cài chữ tổ mổ chú, phải không? À, y cơ chí xì, chua y cơ cài chữ tổ mổ chú. Có nghĩa là một cái loại máy nó làm một cái khuôn để làm nắp. Hoặc là mổ chú chua cài chữ tổ. Chua cài chữ tổ. Có nghĩa là làm cái nắp để đóng nắp đó. Máy đóng nắp là loại nào nữa? Y chồng đóng nắp là làm cái nắp đó ra hay là sao? Làm cái nắp đó ra là sao? Cổ hủ. Người cổ hủ hả? Người cổ hủ thì hình nó cái hình hình cũ bạn. Nó cái hình hình cũ bạn nói cái người đó rất là cổ hủ. Wo sa wo su wo sai. Wo zai à. Wo zai tôi không biết. Wo zai tôi không biết. Từ ghen, ghen này là ghen tình yêu hả? Chí chú, chí chú. Tự hào là tự hào. Sương mù là u, chỉ u. Chỉ u có nghĩa là sương nó nổi lên rồi. Sương mù bốc lên rồi. Chỉ u là. Tàn lu. Là gì? Tàn lò. Tàn lò ở đây là chuẩn bị tàn lò. Tàn lò ở đây là một cái loại, một cái đồ, nếu mà tiếng Phúc Kiến ha. Tàn lò trong tiếng Phúc Kiến ở đây là một cái món quà. Món quà cáp. Ai bề tàn lò có nghĩa là tôi muốn mua một món quà. Mình đi tới nhà người ta, mình phải có một món quà cho người ta. Khi lần tao ai xa tàn lò khi. Có nghĩa là đi tới nhà người ta phải chuẩn bị quà cáp đi. Không, con chặn đường mẹ vậy là không đúng. Y ăn. Y ăn. Tiếng Thái gì hả? Y ăn. Có nghĩa là chồng của bà. Y ăn. Y ẻ ăn. Y ăn. Hoặc y ẻ ăn. Có nghĩa là chồng của bà. Còn quánh ăn mới là chồng mình. Y ăn là không được xài. Còn quánh ăn mới được xài nha. Nghe tới y ăn là chồng của bà. Y ẻ ăn là. Y ăn xài, y thao kê, y ăn có nghĩa là chồng của bà hoặc là y ăn, cái đó là mình không được xài. Còn quánh ăn mới được xài, chồng tôi mới được xài nha. Nghe tới y ăn hết hồn. Anh rể, anh gửi gọi là chị phu. Chị phu. Chị phu. Rú của nếu như. Quay lại chỗ cũ. Khuấy tạo, duyến lại tại địa phương. 回到以前的地方, 未来就古, 回到以前的地方. Nhà kho gọi là 仓库, 仓库. Nhà kho gọi là 仓库. Tính toán, hình ai比较. Nói cái người này rất hay tính toán, chứ có rình hình ai bị chào. Còn tính toán, tính đoán hay là sao? Tính toán, tính đoán. Nhưng mà sao mà? Mẹ nó hả? Sẽ thêm lũ quay à? Hình sân chân là gì? Hình sân chân sao mà? Hình rên chân thì được. Hình rên chân có nghĩa là rất là chăm chỉ nha. Rú của nếu như quay lại chỗ cũ, hủy tạo ý chén đất địa phương. Chắc hỏi ta lù. Ta lù là đại lục. Nay tì, thông thường người sẽ nói nay tì. Tối nay không viết, tối mai viết. Nhìn mắt. Mắt nhìn mờ mờ không rõ. Nhìn chinh khăn đau. U u tờ, khăn bù chinh chủ. Nhìn chinh khăn bù chinh chủ. Còn mắt nhìn không có rõ. Con thỉnh là nghĩa phép gì ạ? Con thỉnh là nghĩa phép gì? Con thỉnh là nghĩa phép, con thỉnh là con gì? Nghĩa phép gì, chị cũng không biết con thỉnh là con gì nữa. Kính kiềm lực của điện thoại hả? Cái đó là chẳng lý bảo hư thiê. Cái kính mà dán cường lực cho điện thoại, cái đó gọi là chẳng lý bảo hư thiê. Hoặc là chẳng lý bô lý thiê. Có một loại bô lý thiê nữa, một loại bằng kính luôn. Bằng kính bằng miễn luôn. Cái đó là chẳng lý bô lý thiê. Nhi hẳn khờ ai. Chứ nhi sân thị健康. Hey, xì 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 xì.
Ê, ni hào ni hào, giống nhau. Dương giỡn, Dương gọi là giỡn. Cậu chồng, lão công tờ chiêu chiêu. Lão công tờ chiêu chiêu, cậu chồng. Hình ai bị chào, đúng rồi. Căng căng, căng căng là vừa lúc nãy. Tha căng căng dù lại qua. Tha căng căng dù lại qua. Anh ấy vừa mới đến, lúc nãy anh vừa mới đến. Căng căng, hoặc hay còn gọi là căng chạy cũng được. Cậu, cậu là gì ạ? Cầu, cầu là gì? Em cho chị một chữ sao chị đoán được? Chi chào, hình ai chi chào, hình ai bị chào. Là thích, so sánh, thích. Dù mình kêu người ta rửa chén, người ta không muốn làm. Người ta nói, sao mày không rửa, mày kêu tôi rửa. Ngày nào cũng kêu tôi rửa chén hết. Cái này là hình ai chi chào. So sánh, tính từng ly từng tí. Chi chào. Hoặc là bị chào. Bị chào ở đây là mình đi so người này với người kia, so chuyện này với chuyện kia. Bị chào. Chị muốn học giao tiếp sao ạ? Nếu muốn học giao tiếp mà học nói không muốn, không có muốn viết. Ở trong này cả ngàn video trong này, mỗi ngày lướt vài video để học. Đó. Còn muốn học theo sách và viết đồ này kia là tối mai Vân sẽ viết. Tối mai sẽ viết vào đây để viết ha. Còn muốn học lớp 1 thì phải vào fanpage. Hoặc là vào YouTube đều được hết. Chị nói lại cho em biết câu. Biết. Học từ đầu từ đâu à? Bây giờ là em muốn học trực tiếp hay là sao? Muốn học từ đầu lớp 1 đi lên học trực tiếp á. Lớp hiện tại lớp 1 cũng không có từ đầu nữa vì bạn chữ cái chị ấy lên rồi. Nếu mà muốn học từ đầu có bạn chữ cái luôn từ A đến Z luôn á là vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, em vào đó em tìm danh sách phát, tìm lớp 1. Nhớ tìm danh sách phát để ông thôi vuốt cả ngàn video vuốt khi nào mới tới lớp 1. Phải vào danh sách phát để tìm lớp 1 và bấm ngay vô lớp 1 xong là cái bài đầu tiên chính là bài 1 luôn. Vừa có bản chữ cái nè, bản chữ cái hai bản luôn, phiên âm và chú âm luôn của Đài Loan và Trung Quốc luôn. Và theo sau đó học theo cái bài văn của trong sách giáo khoa viết ra luôn, có luôn ha. Nhìn mờ mờ, khăn hình bù chinh chủ, khăn mổ mổ hủ hủ tờ. Nè, khăn mổ mổ hủ hủ tờ, mổ mổ hủ hủ tờ. Và khăn đau mổ mổ hủ hủ tờ, có nghĩa là nhìn nó mờ mờ thôi. Chứ nó không rõ. Chữ chân này đọc là chân luôn. Chân. Chữ chân nó còn có một chữ khác nữa. A chân cũng đọc chân luôn ha. Chữ nó khác. Quần áo gọi là y phụ. Y phụ, 我的衣服, 你的衣服. 我的衣服, quần áo của tôi. 你的衣服, quần áo của bạn. 大家的衣服, quần áo của mọi người. 买衣服, mua quần áo. 卖衣服, bán quần áo. Ha. Nghe nói để sổ hộ chiếu và thẻ cư trú để 65 tuổi nhận được bảo hiểm hả chị? Nghe nói để sổ hộ chiếu. Để ở đâu mà nhận? 65 tuổi muốn nhận được tiền chỉ là người dân của họ mới được thôi. Người có giấy chứng minh ở đây mới được thôi. Chứ còn sổ dùng cái sổ thẻ, dùng cái thẻ truy đủ chân hình như là không có đâu. 65 tuổi mà nhận được tiền già đó. Ở bên này 65 tuổi sẽ được nhận tiền già hàng tháng để ấy ha. Và đi khám bệnh không tốn tiền. Thì chỉ là người công dân của nước họ thôi. Có giấy chứng minh mới được thôi. Còn chưa đủ chân có được không là chị cũng không có biết nữa. Tại mình chưa tới cái phút đó ha. Còn mà ấy là không biết có không. Chứ còn thường thường là người Đài bên này 65 tuổi là hàng tháng họ được lãnh tiền nè. Hàng tháng họ được lãnh tiền của nhà nước nè. Nhưng mà lúc trẻ là phải đóng tiền rồi. Trẻ là phải đóng bảo hiểm rồi. Là tới 65 tuổi là mình được lãnh cái tiền đó. Nhưng mình phải là công dân của nước họ. Thứ hai nữa, nếu mà em làm có nũng bào nhà em mà có trồng ruộng trồng rẫy là em thường thường là em sẽ vô nũng bào. Nũng bào theo cái nghĩa mình làm nông, bảo hiểm của nông, nông thôn, nông nghiệp đồ đó. Thì cái đó lãnh cao hơn nữa. Đặc biệt những cái hành trình, những cái người đó là lãnh cao hơn. Họ lãnh tới 7.000 rồi. Hàng tháng họ được tới 7.000 mấy, 7.000. Giờ có lên không biết chứ hồi mà bà nội Vân là, ba Vân, ba chồng Vân là 7.000 không? Bà nội Vân cũng lãnh 7.000 không đó. Còn mà ấy thì mấy người mà dùng lão bào á, thì họ ít hơn, nũng bào nhiều hơn chứ. Bên này ai người ta cổ vũ cho người ta làm nông. Bên này rất cổ vũ cho mọi người làm nông. Và đặc biệt nông mà bạn phải có đất 2 sào trở lên. 2 sào là bạn có thể bảo được 3 người làm nông rồi. Một 2 sào đất có thể bảo lãnh được 3 người ha. Mệt quá, hào lây ồ.
好，比较出好，比较出好来一，比较出好，来啥？比较出好。viết chữ, học viết chữ thì sao ạ? Học viết chữ thì mỗi tối vào đây viết thôi. Thay tô, thay tô là, thay tô là nhiều quá rồi. Thay tô là, còn thay tô là thái độ. Hẳn lê là rất mệt. Hẳn lê nè. Hoặc là hào lê ồ, mệt quá ha. Hào lê ồ, chính thế. Sàng ban hào lê ồ. Hôm nay làm mệt quá. Chốt thèm mệt. Tiếng Thái gì nói là chốt thèm mệt. Kẻ đi sống bánh cho thèm mà. Mai xa là. Có nghĩa là hôm nay đi làm về mệt lắm. Đừng có ồn ào nữa. Đừng có ồn nữa. Ai, kính đi sống bánh cho thèm mà. Mai có xa là. À này, mấy ông mà đại l... mấy ông nói tiếng Phúc Kiến, chuyên gia nói câu này. Bàn quẩn chèn là làm giấy tờ. Bàn quẩn chèn. Em mới sang chưa biết gì, cùng học thôi. Chịu công. Chịu công là gì? Chịu công là chịu sao? Chịu. Chịu công là chịu như thế nào? Làm không có không, làm thuê không có tiền hả? Làm mệt nợ hả? Hay là sao? Tôi đứng ở đây. 我站在这里. 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 Tôi đứng đây, ông không nhìn thấy hả? 我站在这里. 都不快掉. Mình đứng đó mà ông cứ kêu, ê, sao yến đi cháy nó đi. Mở miệng đó. 我站在这里. 都不快掉. Còn tiếng Trung, 我站在这里, 你没看到. 我站在这里, 你没看到. Làm video thứ ngày tháng thể gì đi. Có mà. Có mà. Trong này, trời ơi, chả nói trong này cả ngàn video. Học bằng truyền miệng vào đây. Bấm vào cái nút này đi thẳng vào trong kênh video. Cả ngàn video ở trong á. Cái gì cũng có hết. 1, 2, 3, 4 có nè. Rồi thứ này cũng có nè. Chào hỏi nhau bình thường cũng có nè. Nhiều lắm, trong này có nhiều tiếng Phúc Kiến và tiếng Trung, đọc làm cả hai thứ tiếng trong một video có luôn nha. Ôi bên này rất là nhiều video luôn, bấm vào đây cho vào trong. Bấm vào trong, khi mà đăng ký xong bấm cái nút mà mở tất cả các video để họ truyền cho tất cả các video cho em xem. Còn không á, sáng cứ bấm cái kênh video của chị, bấm vô đó. Tối sáng ra cái chỗ mà nút trái tim á, cái nút mà em bấm thích á, em vô trong đó. Coi xong bấm thích vô để nhảy video ra ngoài cho coi. Coi xong không bấm thích người ta không nhảy video cho coi đâu. Coi xong phải thả tim thì người ta mới nhảy video thường thường cho mình coi được. Vì thế coi xong đừng có quên thả tim cho chị. Coi xong em thả tim thì người ta mới ngày nào cũng đẩy video của chị cho em xem. Còn em coi xong em thả tim người ta tưởng em không thích, người ta sẽ không đẩy video cho em nữa đâu. Ngộ vậy đó, trên những cái kênh này làm như vậy đó. Chị coi những cái video, chị thích coi ba cái video nói về động vật và biển nè. Chị coi xong chị thả tim, chị coi xong thả tim. Họ chuyên đẩy những cái video đó cho chị coi. Còn em muốn coi video của chị, ngày nào muốn thấy video của chị ra bài mới á, thì em xem xong nhất định phải thả tim, thì nó sẽ ngày nào cũng đẩy cho em xem. Đó là cái chuyện của họ. Họ luôn đẩy những cái điều mà em yêu thích, họ cho em xem ha. Tính toán tiền bạc, tiền bạc cũng dùng cái từ bị treo luôn. Chi treo, dùng cái từ chi treo. Không, 那你用那个上面的那个锅子有没有？嗯。好，你先把水加下去。然后再草莓让它泡一下。没有，对，你先把加水，然后草莓。水要一直开着吗？对，要一直开，小小就好，不要开大声，好不好？慢慢加，那个要慢慢加，不然你太大力的话，它会软掉、坏掉哦，知道吗？小小的就好，哎，不要太大力，小小的都慢慢流。好, 这样就好. Nếu mà dùng nói về tiền bạc sẽ dùng cái từ chi chào. Đi cân của chi chào nó mà tua. Có nghĩa là anh tính toán với tôi nhiều như thế. Đi cân của chi chào nó mà tua. Đi kế của tua sao. Đi mấy cái tôi cân của chi chào nó mà tua. Đó dùng cái từ chi chào. Bị chào là mình đi so sánh cái người này với người kia. So sánh việc này với người kia mới dùng cái từ bị chào. Còn tiền bạc mà đi so đo tính toán là dùng chi chào. Ê, hả? Cho em hỏi, lòng tự trọng gọi là tự tôn xin. Tự tôn xin giúp việc nhà gia đình là gì hả chị? Chùa chu quản gia tờ nè. Ê, quản gia tờ có nghĩa là quản lý gia đình, chuyện việc gia đình đâu hết luôn. Chùa quản gia tờ. Hoặc là chào cu gia lì tờ. Hả? Vô học lớp 1 thì ở đâu chị? Em muốn học lớp 1 là muốn đi theo trực tiếp hay là sao?
Muốn đi theo từ đầu bài luôn, tốt nhất là vào YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài, tìm danh phát. Tìm danh sách phát nha, chị đã dặn tìm danh sách phát. Tại vì sao? Nếu không em bấm vào video là em kéo cả ngàn video mới tìm thấy lớp 1 đó. Và không biết, em không biết từ lúc nào, từ cái bài nào đi lên luôn. Em cứ vào đó là cứ tìm danh sách phát cho chị. Bấm vào cái nút mà có chữ danh sách phát đó. Bấm vào đó và tìm lớp 1. Ha, chị có chia rõ ràng, dễ tìm hơn. Ê. Rồi, tiếng Trung nói như thế nào? Nhớ hỏi tên, nhớ. Nhớ tiếng Trung nói như thế nào? Nhớ hả? Nhớ này thường dùng cái từ xào. Xào. À, đó là tiếng Việt thôi chứ không phải là tiếng Hán Việt của nó. Em muốn gửi tiền về Việt Nam thì nói như thế nào? 我想汇钱回越南. 我想汇钱回越南. Nó có bù dung xì. Nhi yao nà lên rù. Lên rù tận xà. Nhi hà mê xì hào. Nhi zâm mơ zào đà khai lên rù gàm mà. Mấy năm mà khoai là răng thơ phảo ý xà. Em mới phải thay dụng nóng dao ồ. Nó xì ý xà. Cái hộp này gọi là len rù. Cái này gọi là len rù. Sớ đặc. Len rù. Thì kêu mấy đứa nó ăn muốn ăn dâu. Dâu gọi là thảo mễ. Thảo mễ. Nó muốn mua hộp dâu. Dạo này dâu mới ra mùa cũng hơi đắt. Còn cái này gọi là dâu. Dâu cua. Dâu cua. Hạt điều. Anh xã vẫn thích ăn hồi chiều mới đi tìm Việt Nam mua. Dâu cua. À. Dâu cua. Mua còn mua loại có vỏ luôn. Hãy vô khở từ dâu cua. Người Đài nhiều khi họ không biết, họ bỏ nguyên cái vỏ vô miệng nhai luôn. Nhiều lúc mình thấy mình phải dạy cho họ ăn nha. Họ nhiều lúc họ bỏ nguyên cái vỏ vô miệng nhai luôn á. Mình phải kêu họ lột vỏ ra. Chứ sợ nó ăn nó vướng bên trong. Mua một bột kẹo sầu riêng nữa nè. Nè. Điếu liền thẳng của. Điếu liền thẳng của. Điếu liền khẩu quay tờ. Hào lơ tạ khai lơ. Khờ sư tấn của tấn xa của khai lơ. Nì bây giờ chị khai. Tấn xa bác bà mình. Chờ đi, chờ đi, chờ đi. Mấy khăn tao. Chờ đi, chờ đi. Cháu chị. Ờ. 我想汇钱回越南. Thẻ chấm công cái đó gọi là khả. Ví dụ tả khả. Ờ, tả khả. Sang ban được khả, đúng không? Nhi sang ban được khả. Thông thường sang ban yêu tả khả, xa ban yêu tả khả. Ê, xa ban tả khả gọi là tả khả. Bù dùng, nhi chứ chỉ dùng cho hả? Nhi bù dùng xí, nhi răng chờ răng thả liều. Xoáy xào y tiền, chai xào. Xoáy chai xào y tiền, thả chứ chỉ hơi liều đeo. Nhi bù dùng xí. Nhi nông tấn xa lan tiêu lợ. Bù nông y chỉ dùng thả. Răng thả chứ chỉ phảo lợ. Cái thẻ sang ban tả khả, xa ban tả khả. Cái đó thẻ, cái thẻ đó gọi là tả khả. Ha, tả khả nó cho tự chấm công cho mình luôn. Chứ trăng. Chứ trăng là chữ gì? Hảo, chúc gia đình an khang. Xin cảm ơn. Muốn học lớp 1 cứ vào YouTube hoặc vào trực tiếp của Sào Diễn Sư Thận nha. Vào trực tiếp. Chị chăm chưa? Mới chạy có tí xíu chưa có sạch đâu. Mình muốn nhập quốc tịch Đài Loan không được không chị? Mình có nên nhập hay để quốc tịch Việt Nam tốt hơn? Chị hỏi em nè, em sẽ ở đâu? Em sẽ định cư ở đâu? Em hãy hỏi bản thân mình, em sẽ định cư ở đâu? Thì lúc đó em có đáp án liền, chứ em không phải hỏi người khác. Em phải hỏi bản thân mình, em muốn định cư ở đâu? Nếu như mà em ở Đài Loan mà em không có nhà, mà em cứ mua nhà ở Việt Nam để làm gì? Em có ở được đâu? Không. Em ở đâu thì em muốn cho mình có một ngôi nhà thì em hãy mua ở đó. Còn em không ở đó, em mua ở đó để làm gì? Em có lấy được đâu? Đây, em phải coi em ở đâu. Nếu mà em muốn ở Đài Loan mà muốn mua được nhà, tốt nhất em phải có giấy tờ Đài Loan tốt nhất. Nếu không thôi em sẽ đứng tên của người chồng của mình nhiều hơn của mình. Nè, em muốn chắc chắn của mình thì đương nhiên em phải có quốc tịch của Đài Loan thì mới chắc chắn của mình. Còn nếu như em muốn ở Việt Nam thì em phải có giấy tờ của Việt Nam thì chắc chắn mới là của em. Em không cần làm giấy tờ của Đài Loan, em lấy giấy tờ Việt Nam mua đất đứng tên của mình, chắc chắn đó là của em, không mất đâu được hết. Còn nếu mà em ở Đài Loan mà em cứ làm giấy tờ gì của Đài Loan rồi em muốn cứ muốn mua bên kia, mà xin hỏi em ở bên này em có nhà cửa xem ở em ở đâu có được thoải mái. Em mua bên này, em mua nhà cửa bên này nó cũng lên giá vậy.
đã mua được bên này là nó lên giá. Và giấy tờ đồ này kia cũng vậy. Ờ, được rồi, chị rửa đi. Đó, nói cơ hoàn toàn xì lại. Nói chung là có cái giấy tờ của người nước họ, mình là công dân của người nước họ, mình sẽ lợi hơn rất là nhiều. Có nhiều cái em sẽ đụng chuyện rồi em mới thấy. Khi mà em gặp vô cái chuyện em thường thường, em sống bình thường, không có thấy cảm giác gì đâu. Đối với ba cái giấy tờ, đối với em không có cảm giác gì hết. Khi mà em gặp phải chuyện rồi mà em cần tới giấy tờ rồi á, hoặc là phải có những cái gì mà phải có giấy tờ mới lãnh được á, có giấy chứng minh mới lãnh được á, thì em mới cảm thấy cái sự quan trọng của cái giấy chứng minh. Còn bình thường thì đối với một người bình thường thì tành, không có cũng chả sao. Cái đó là không có gì hết. Phải coi bản thân mình ha, nhu cầu của mình. Theo chị là chị thấy chị nên lấy giấy chứng minh. Vì chị sống bên này nhiều hơn bên kia. Chị ở bên này nhiều hơn bên kia. Tự nhiên chị nuôi mấy đứa con chị lớn hết rồi, chị cực khổ nuôi nó lớn. Tới cái ngày chị tuổi già rồi, chị sẽ được con mình chăm sóc mình. Chứ về bên kia ai chăm sóc mình? Sau này lớn cái tuổi mình về bên kia chưa chắc gì ai chăm sóc cho mình. Đúng không? Chị được hưởng phước rồi. Chị đi qua Việt Nam, chị sau này chị lớn tuổi, chị nhất định sẽ về thăm em út của mình. Chị sẽ về Việt Nam chơi, chị sẽ về Việt Nam vòng vòng, nhưng không phải định cư. Vì mình lớn tuổi, mình vô dụng, mình về đến đó chưa chắc gì mình sẽ làm phiền người ta. Mình ở nhà người ta lâu quá, mình sẽ làm phiền người ta. Mà mình ở cái nhà của mình nhớ con cháu mình sẽ ở không lâu. Về chơi thì được. Về chơi 3 tháng, hết 3 tháng qua được, cái đó được. Chứ mà khi mà em lớn tuổi rồi ha, mà em dùng tới khi mà sức khỏe của chúng ta cần tới bác sĩ, em về bên đó em cũng cảm thấy không có tiện lắm. Em sẽ cảm thấy Đài Loan, cái việc khám bệnh nó vẫn trên hết. Nó vẫn tiện lợi hơn hết. Tự em cảm nhận thôi, cái việc đi khám bình thường thôi, không cần tự đợi tới già. Em cảm nhận thôi, tới khi lớn tuổi rồi em còn mình đối mặt với cái chuyện đó là sao mình đối mặt được. Giờ phải quyết định đi chứ. Hả? Dễ mới học dễ được không? Mới học cũng dễ mà. Trời, cứ hỏi dễ, khó thì cũng học, dễ cũng học. Ừ, khó cũng học, dễ cũng học. Học từ từ nó dễ, khó sẽ dễ hết. Thẻ chấm công là thẻ gì nữa? Thẻ chấm công là thẻ gì nữa? Đi ăn cổ thường nói chì. Ví dụ như bên này tiếng Thái Việt họ sẽ nói khi chả hi chiêu. Khi chả hi chiêu có nghĩa là đi ăn rượu hỷ đó. Ví dụ là tiệc cưới, tiệc đồ nè. Khi chả hi chiêu. Còn tiếng Trung thì chì chì xì yên. Chì chì xì yên. Họ có người cũng nói khi chả bàn tò. Khi chả bàn tò đó là tiếng Thái Việt. Chả bàn tò. Tái khám bệnh chỉ có hồi chẩn. Hồi chẩn. Lão công, 不是 上班打卡下班打卡那张卡是记你的每天的工作吗？记你每天上班的，那张叫什么？妈咪可以开了吗？安静。出勤卡。出勤卡，是啊，出勤卡，提针工，出勤卡。妈咪可以开这个了吗？你看我来没得？可以啊。你用一个碗来装，拿给爸爸，爸爸用比较好。nghe không hiểu tiếng Thái Việt, theo bộ là, 我看到，我听不，对 nghe không hiểu, 我听不。妈咪接下来怎么用？用一个碗倒出来，叫爸爸，爸爸比较会，爸爸不，爸爸他不会，会倒半碗出来，等于就沾不完就坏掉了。什么？你用一个碗给倒出来，倒一两个碗好了，虽然个虽然碗。都是我给你，别多收多，要不温不温不完会坏去。会坏掉。会啊，会坏去啊。哦。会啊，莫多收多。楼上100块，加油，加100。通常đơn giản vô chậm, mình muốn 100 phải không? 加100, vậy là được rồi. 加100, đổ 100, ai cũng hiểu hết. 加100, mà trong đó mấy em cũng nói ngắn gọn lắm. 九二九五. 九二九五, 92 hay 95. Lúc này sẽ nói 92 hay 95, không phải là 100 không nữa nha. 92 hay 95, 92 hay là sang 95. Sang có hai cái tên mà, có sang 98 nữa. Đổ 92 hay 95, thường thường Vân sẽ đổ 95. Thế 92 chứ, xe của Vân sẽ đổ 92. Vân sẽ nói 92, 92 100. Sẽ cộng thêm 92 mới 100 nha. 92 100, 92 100. Ý là số cái tên của cái xăng đó. Tên xăng đó, một là 92 hoặc 2 là 95 đó.
Có người cũng đổ 98 nữa, cũng có người đổ ha. Mới qua không biết tiếng thì mình đi học ở đâu à? Học ở trường tiểu học cũng có dạy, nhưng mà họ hình như là họ đa phần ưu tiên cho cô dâu Việt nhiều hơn, cô dâu chú rể nhiều hơn ha. Ở trường tiểu học toàn quốc Đài Loan này đều có dạy hết. Trường tiểu học đi vô đó đăng ký. Chị Niến tiếng nói tiếng Trung nghe rõ nè, cảm ơn em nha. Bì chào là bì chào khác. Bì chào là mình đi so sánh cái này với cái kia, việc này với việc kia, người này với người kia, so sánh gọi là bì chào. Còn chi chào là mình đi so sánh cái tiền bạc, họ cứ tính tới từng đồng từng cách với mình, cái đó gọi là chi chào. Mình cho người này nhiều hơn, cho người kia nhiều hơn, cái đó là chi chào. Đổ xăng 95 nếu mà đổ 95 95 này 95 nói vậy thôi là họ đổ biết ngay là 95 là họ biết ở xăng 95 đổ 100. Mình vô chạm xăng là đơn giản một câu 95, tại vì họ cũng bận lắm, nhiều xe lắm, đơn giản 95 95 vậy là họ biết liền à. Em hiểu rồi, hảo, ok. May mắn xin yun. Tên YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Hồng Vân Family Cuộc Sống ở Đài. Chị nắm nói chậm thôi, em đang chép hả? Rồi ok, nói chậm lại. Chỗ y bài khoai, y bài cũng được, nhanh cũng được, y bài khoai cũng được. Cho em hỏi đường bên sảy. Cho hỏi bên sảy đừng em. Bên sảy đừng em là gì? Bên sảy lần đừng em. Là con dấu sợi mà. Chị thổ phèo cũng được nè. Chị thổ phèo là đi bỏ phiếu cũng được nè. Xuyển chị là bầu cử nè. Sao hổm em nghe người ta nói chiếu ủ y bài. Chiếu ủ y bài là chính. Chiếu ủ y bài là chính. Wow. Cho cho mẹ coi, cho cô chú coi nè. Chiếu ủ y bài là xăng 95-100 đó. Trái cỡ này thôi à. Nó chưa có được đỏ như vậy thôi. Bên này này hai hộp. Cỡ này thôi nè. Hai hộp 300 đó. Một hộp 200 mà mua hai hộp 300 cỡ này. Xe. Như vậy. Và mấy em chấm với lại đừng đổ hết con. Sữa đặc đánh chín ra. Chấm với sữa đặc rồi đi ăn đi. Thôi mình xin sư. Xin cái cơ ý sư sư. 95 là xăng. Nhớ 9 là 9, 5 là 5. 9 là 9, ủ là 5, khi đọc 9 ủ có nghĩa là 95 đó, 95 đó. Y bài là 100, đổ giá bao nhiêu tiền? Gì? Chồng má gì? Lâu xong cái ông nói để lát nó nổi kiến lên, đổ nổi kiến giúp giùm mày. Mẹ không ăn nữa đâu, mẹ đang nói chuyện mà. Đang nói chuyện ăn nữa, lát nữa nó ấy rồi. Nó ra nước miếng ngoài. Rất buồn vì nhớ anh. Mới ăn chua xong nghe câu rất buồn vì nhớ anh. Trời ơi, bà ba, tôi xin giao sợi. Nó có lãnh sơ sợi hủ, bà ba, tôi trai tiền, hả mà. 试下去，我要叫口水一起出来，就没办法讲话了。 Thường nói là này ngôn tình phải không? Nói sao cho nó lãng mạn, cho nó tình cảm. Đợi uống miếng nước rồi đó. Trời, ăn mấy đồ chua vô. 你们为什么不说拿叉子？这样蘸熟都粘到了，拿叉子。拿得到吗？ 太高了，快，爸爸拿，爸爸拿。 你们用那个沾手很脏哎，我都，我还以为你拿刀子。那个也可以啊。可以呀。你刚刚拿，我还以为你拿刀子。没有呢，拿刀子。我拿下手，我傻，我拿刀子干嘛？我傻哦，空，我傻，都傻呵。哇，这个超大。哎，疼来。我好想你哦，em nhớ anh quá。 Thường nói là怎么办呢？我很想你。Làm sao đây? Em rất là nhớ anh. Thường nói thông thường mấy người mà người ta ngồi người ta buồn người ta sẽ nói 我好想你. Đơn giản vậy thôi. Em rất nhớ anh. Sữa đặc liên rượu.
Lên rủ. Ha. Nhiều người Việt nói ăn vỏ mới ngon nữa chứ. Tùy người ăn vỏ. Ờ, có nhiều người Việt đi nói ăn cả vỏ mới ngon. Nhưng mà cái vỏ nó nhám lên nha, nó dính vô ruột á. Nó dính á. Cái vỏ nó nhiều lúc nó không có trôi đâu. Đừng có khờ. Nhiều lúc do nước dội không trôi đó. Nó dính á. Chi huệ là cơ hội. Chi huệ. Hảo. Việt Nam lấy chồng hàng học tiếng Trung hả? Nói học cũng được mà, đâu có sao đâu. Chị ơi, con bé của chị có tiếng Việt, có biết tiếng Việt không? Con bé chị biết nói tiếng Việt. À. Wow,考试考，你考试考。 Cần người nữa không? Hãy suy giao rịnh mà. Hãy suy giao rịnh mà. Cần người nữa không? Chị ơi, dạy cho em chút từ đi viện chăm người già đi ạ. Chăm người già em cần gì? Ví dụ, hoàn nhau bù nè, thay tả nè. Hoàn nhau bù. Hoặc là, chào cụ lão rẫn, chăm sóc người già. À, băng ả ma xí zào, hoặc băng ả con xí zào. Giúp ông tắm hoặc giúp bà tắm nè. Rồi, quay nài nài chư phan, quay á ma chư phan, quay á con chư phan. Quay ở đây là đúc mà. Quay á con chư phan, quay á ma chư phan. Hoặc là phan sân. Mami, mình sư cho hả? Ví dụ phan sân, lật cái người, khi người ta nằm lâu quá, chúng ta phải lật người và vỗ lưng mà. Phan sân, phan sân, nào hô, phai bệ, vỗ lưng. Phai bệ. Băng a con phải bệ, băng a ma phải bệ, hoặc là băng này nai phải bệ, này nai dễ dễ đều được hết. Họ thông thường trong viện dưỡng lão họ sẽ dùng thái gì a con a ma nhiều hơn. Phải bệ hoặc là châu thẳng hút đờm, châu thẳng hoặc là phải bệ băng thành đánh ra phải thẳng cũng được. Ở bên này họ sẽ có một cái chiêu đó là vỗ úp cái tay như thế này, vỗ nó mới không đau, vỗ lên lưng để mà giúp các ông cụ bà cụ giải đờm. Con nít cũng vậy, bên này con nít cháu cũng chăm sóc con nít cũng vậy, phải vỗ như vậy để nó ra đờm. Người nhiều lớn, người lớn cũng phải nhiều lúc cũng phải hoan neo pu nha, thay tả. Cũng phải thay tả nha. Ê, làm mai cho em qua đó đi. Trời ơi. Chị suốt ngày trong nhà biết đâu làm mai cho em. Nói chị sợ nhất là cái đừng làm mai nha. Chị sợ làm không tốt cứ tùy tội nghiệp cho tụi em. Mua sách về tự học được không chị? Em chỉ cần giao tiếp thôi. Tùy em thôi. Tùy em cảm thấy em đọc ok thì em mua thôi. Chị đâu có nói gì được đâu. Ha? Dịch chậm thôi, em nghe không kịp. Rồi, dịch chậm là cho. Chị dạy em tiếng công xưởng đi. Công xưởng em cần những cái gì em phải biết ra chứ. Chị đâu có làm công xưởng cho nên trong công xưởng của em không biết làm gì hết. Ví dụ như lão bàn, xin hẹn giao trả bàn mà. Lão chí chí bò giá chào chà, y rần y khơ là hãy yêu chào sầm. Ôi chuyện nằm lại khá cho công chào. Ây dạ. Nó là nên rủ hơi sân nó mà tùa. Đừng xa dùng vệ sinh chữ chai xa đi bản ha. Nó khơi xuyên bị hơ mà. Hơ, nó cơ yêu thao nữ nải hơ là. Ôi, nó mà đã bà chú mày. Thà, mấy ơ, bú sư, chá điện rơ sủi là. Ôi, nó khơi yên. Bú lần thay thiền là. Chá điện rơ sủi. 那边有热水，叫爸爸加，也不能自己加，等一下水。爸爸，给我们加点热水。那个碗还有炼乳，他要加热水下去喝。因为倒掉，加热水就变成牛奶了。对呀。对呀，给他加，拿给爸爸加。牛牛妈，你俩有没有加班？有没有加班？有没有加班？ Hôm nay muốn làm gì? Sang班打卡，vào chỗ vào phải quẹt thẻ và công việc phải quẹt thẻ。下班打卡 là khi mình đi vô mình phải quẹt thẻ. Sang sao ban tôi vào tả khả vô phải quẹt ra phải quẹt. Kết thúc việc làm phải đẹp. Hãy yêu chưa? Bà ba chơi xì à? Ồ, hảo. Hãy yêu sao mà? Công việc làm công xưởng trong này chị cũng có ra video luôn nha, nó nằm tuốt ở dưới á. Chị dạy tiếng chăm người đi viện đi, nãy chị đọc rồi đó. Phải còn những từ gì nè, các em phải dọn tiếng Việt ra chứ chị không trong nghề của các em, chị không có biết em cần những gì. Tìm học trên YouTube trang nào? Hồng Vân Family. Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài. Hồng Vân Family cuộc sống ở Đài nha.
Con đạp không có đạp vô cái chén đó. Chào, bữa giờ thi đâu à? Hả? Em chào chị, chúc gia đình vui vẻ, buổi tối vui vẻ. Cảm ơn em, chị nói chuyện dễ thương quá. Cảm ơn em, chị dạng dễ hiểu. Hay, giữ tiền sao? Quả ai nhỉ, em yêu anh. Ngày dỗ gọi là chi rư. Ví dụ, bà, ngày dỗ của bà nội, nài nài thì chi rư. Dễ dễ thì chi rư. À ma là chi rư, à con thì chi rư chẳng hạn. Ngày dỗ của ông bà. Ha. Mấy năm một khoai là, nào xí cánh chinh này. À. Xin từ vận giảng kinh đi chùa với. Cái này em không biết, cái này không có, em không có tham khảo cho nên không biết nha. Trường hợp nào người ta hay nói na na bù tù cha bù tù hay là na mờ tù. Nếu mà như mà na mờ tù là mờ chứ giữa chứ không phải là bờ. Na mờ tù nhiều thế, na mờ tù chén na, na mờ tù tiền nhiều thế, công chua na mờ tù công việc nhiều thế. Còn cha bù tù là sắp xỉ tương đương. Cha bù tù nó khác. Cha bù tù. Xích ra ông ơi, ông chui vô đây làm gì? Mệt ông quá. Nói chuyện tiếng Trung giỏi quá vậy, biết chừng nào mình mới được như vậy 20 năm sau. À, tôi dùng, tôi đứng ở đây, nãy đứng rồi mà giờ còn đứng nữa hả? Giờ, tới giờ vẫn còn đứng ở đó hả? Tới giờ vẫn chưa rời khỏi hả? Ồ, quà xanh chai chơ đi. Từ lúc 8 giờ chanh tới giờ gần 10 giờ rồi hả? Gần 11 giờ vẫn còn chanh na lì giờ. U có mỗi chữ u thôi, không phải là ù. U có mỗi chữ u thôi. U. Trời ơi, đừng hỏi tiền, tiền chị không biết đâu. Trời chị là đâu, người cầm tiền về nhà. Tiền chị về nhà là chồng chị cầm hoặc là mẹ chị cầm không mà chị không có biết ấy đâu nha. Học nói như chị mất bao lâu à? Phải coi ngữ cảnh của em thôi, coi hoàn cảnh của em có được giao tiếp hay không nữa ha. Chị nhiều chuyện lắm, một ngày mà không nói chuyện với ai chị buồn dữ lắm. Cho nên chị đi kiếm chuyện nói dữ lắm. Nhìn nào, khoai chữ. Sao mẹ hào lắm à? Nhìn quên ba bà. Ba bà. Ờ. Ma bà. Hết hợp đồng. Hợp yue tao chí. Hợp yue tao chí. Wo xiang ni le. Đời, wo xiang ni le. Xuân biên. Nhi xuân biên mang wo na dong xì guo lai. Tiện tay giúp tôi lấy đồ qua. Nã xã, nó hỏi lấy cái gì kìa. Xuân biên là kêu người ta đi, người ta đi, ví dụ người ta xuống bếp, mình muốn nhờ người ta lấy cái gì đó lên giùm mình. Xuân biên băng quả nã, thuận tiện á, thuận tiện giúp tôi lấy đó. Ha. Hảo chị mê, hay, xin chào. Tôi không thích kẻ mạnh hiếp gây ép, tôi không sẵn. Chẳng xí phụ rô. Tôi không sĩ hoan, nà cờ xí phụ rô xạc tử rấn. Ha. Tôi không sĩ hoan. Chí phụ rùa xào tờ rấn. Có nghĩa là tôi không có thích người mà đi ăn hiếp kẻ yếu đó. Ha. Hoặc là nếu mà trong công ty thì người ta sẽ dùng câu này. Wo bù xì huan lão niao chí phụ cài niao. Nếu mà trong công ty người trước với người sau thì họ phải dùng, người trước họ sẽ dùng từ lão niao. Sân rơn, nì sư nì ai gần nì mẹ mẹ chẳng. Sư chí chí nà, vì sao mô yêu gần ta chẳng thống y khơ. Nè hả, hả mẹ nà. Wo hàn mẹ nông hà, ta chú chí nà zâu. Ồ. Ví dụ như trong công ty người vào trước thì gọi là lão nèo. Còn người mới vào thì gọi là cài nèo. Ê, nếu như mà mình trong công ty thì mình nói Wo bù xì hoan lão nèo chí phụ cài nèo. Tôi không thích người mới ăn hiếp người cũ. Ha. À, lại Thái Quan sáng xí chen lại mà 20 là. Chị nhìn thấy comment của em không? Giờ nhìn thấy 20 là. À, có còn cần người nữa không chị? Còn cần người nữa không? Hãy suy giao duyện công mà. Còn cần nhân viên không? Hãy suy giao rệnh mà. Hãy suy giao duyện công mà. Ừ. Tôi không thích. Ây dù, ở đây đâu có phải con nít đâu mà chia đồ chơi. Tôi muốn thuê một căn phòng cấp 4 nó làm sao? Chị cũng là chị lạc hậu lắm nha. Chị lạc hậu lắm, đừng có đè, ngồi lên. Bằng chỗ. Sú sú ai gì bu quản chỗ. Cô gọi là gì? Chó cậu theo quản chỗ. Cô trong nhà thì gọi là cu cu. Sú sú ai gì bu chỗ. Cu cu. Ờ. Chó cậu. Tôi muốn đi sân bay ga 1 phải không?
我阿姨说谎，他们就是小狗。我想到第一行下，我想到第一行下。Phải đọc như thế, đến ga số 1, sân bay đến ga cổng ga 1 phải không? 我想到, lên xe taxi. 我要到, 我想, thường ông taxi hỏi, 你要去哪里? 我要到第一行下。我要到桃园, 你有没有到边? 我要到桃园的第一行下。你看, 第一行下。好, G, phát âm dùm cái chữ SH.SH đọc là như chữ S của mình, uống lưỡi của mình. Shi. Uống lưỡi cộng với chữ ư vô. Shi. Uống lưỡi mà, như chữ S của mình cộng với ư rồi đó. Shi. Còn ZH thì phải đọc như chờ tre cộng với ư. Chi. Uống lưỡi. Chi. Nha. Ừ. Cô gọi là cú cụ. Dì gọi là ai dì. Thiệt thòi gọi là chư khuê. Thiệt thòi gọi là chư khuê. Ừ.Vòng bi là vòng gì? Vòng bi là vòng gì? À, nhà cấp 4 là không có lầu hả? Nhà cấp 4 không có lầu. Không có lầu. Ở bên này có như sinh viên. Ở bên này như thế này, nhà vẫn ở, cái này gọi là thao phận. Thao phận là nó bao gồm trong nhà này chỉ có 9 mét bên trong thôi.Và nó có một cái nhà bếp rất là nhỏ. Nó có một cái giường, một cái bàn nhỏ nhỏ. Và nó có một cái toilet trong nhà luôn. Gọi là thao phẳng. Thao phẳng. Còn nếu như mà cái nhà cũng là khoảng chừng mấy mét, 9 mét, 8 mét đổ lại hoặc 7 mét đổ lại, mà toilet nằm bên ngoài công cộng dùng chung, cái đó gọi là già phẳng. Già phẳng. Ha, toilet bên ngoài, không có toilet bên trong.Toilet bên ngoài. Và nó cũng là một cái phòng, nhưng nó chỉ là một cái phòng không có phân bàn, không có bếp, không có gì hết. Không bàn, không bếp. Nó chỉ có vô phòng là nhìn thấy toạt hết luôn. Và một cái phòng, một cái giường thôi. Cái này cũng vô phòng cũng nhìn thấy toạt luôn, nhưng mà thấy được cái bếp nhỏ nhỏ, một cái toilet, một cái giường, một cái bàn. À, cái này gọi là thao phẳng. Thao phẳng. Còn toilet bên ngoài dùng chung, già phẳng. Hey.Còn nếu như mà cái phòng này mà bên trên có một cái lầu nhỏ, cái đó gọi là lỗ trốn lỗ. Lỗ trốn lỗ. Ở trên này, cái nhà cao tốc này của chị có nha. Ở trên cao á, là một cái phòng bên dưới cũng là một loại thao phẳng, nhưng họ bên trên có một cái gác. Cái đó gọi là giống như ở Việt Nam mình có ba cái gác, nhà mướn mà có ba cái gác. Cái đó gọi là lỗ trốn lỗ. Ừ.Còn nếu như mà ở cái phòng mà có một phòng, hai phòng, nếu hai phòng thì là liàng phẳng. Liàng phẳng. Còn mà nếu mà ba phòng, san phẳng. Ê, còn nếu như mà nguyên cả một căn đi lên, thô thiên. Cái đó gọi là thô thiên. Ha, cả nguyên một căn, lầu 1, lầu 2 đi lên. Nếu mà thường dưới quê là có ba căn chẳng hạn, thô thiên. Ha, nhà khép kín như chị thích hơn, nhà theo chỗ này hả?Như này thì thích hơn, chúng ta ở tiện hơn, chợ vệ sinh giờ dùng chung mệt lắm. Nhiều lúc mình làm về khuya mà giờ đi làm về mà cùng lúc đó mà nhất là trời lạnh nữa. Mình tắm xong từ ngoài đi vô là lạnh dữ lắm, có con nít mệt dữ lắm. Nó về, giá nó không có nhiều hết. Giá không có bao nhiêu hết. Nó cách nhau đâu có bao nhiêu đâu. Mà nhớ nha, nói chị đừng nói chị nhiều chuyện. Chị thấy á, chúng ta mà muốn mướn nhà, đừng có mướn nhà màNgươi ta cố ý, người ta cắt lấy dán, người ta cắt ra. Người ta mướn một căn nhà xong người ta cố ý mướn một căn nhà thiệt là to. Ha, xong người ta cố ý, người ta lấy dùng dán, người ta cắt ra. Xong rồi người ta sẽ gắn điện, gắn đồ vô cho mình. Rồi nhà toilet dùng riêng ở ngoài một căn nhà. Cái đó nếu mà an toàn thì không sao. Đợt vừa rồi cháy, em thấy chưa? Thấy cháy chưa? Cháy là có người Việt trong đó nữa.Thì cũng là người Việt mướn người ta, xong rồi mướn cái căn to to ra, rồi cắt ra cái căn nhỏ nhỏ ra. Thì tuy là rẻ thiệt đó, đúng là như vậy, sẽ giúp cho các em rất là nhiều rẻ thiệt đó. Cái hoàn cảnh mà mình muốn nhà rẻ là mình bắt buộc phải như vậy rồi, đúng không? Nhưng mà khi gặp chuyện cháy rồi là mới biết thấy thiệt thòi. Mà mấy người vô cứu đợt vừa rồi, đợt vừa này là bốn em bỏ chạy đúng không? Bốn em, người ta cứu được bốn em đi ra ngoài.Mà cái người cứu bốn em đó, người ta mất tiêu rồi. Mà người là người trưởng luôn nha, là một người có chức trong đó nữa. Mà vì cứu bốn em đó mà người ta mất, mình thấy tội nghiệp không?
người ta vì cứu chúng ta. Mà lỡ các em bất hợp pháp, các em không chạy cũng không được. Lỡ bốn em này cũng bị bất hợp pháp rồi, khi được cứu ra là phải chạy ngay thôi. Thì vì mình muốn ở lại làm việc mà. Nhưng mà họ là vì họ đang lo lắng cho chúng ta. Vì trong đó họ cắt ra mấy phòng, cái người mình ở mình mới biết. Còn mấy ổng là mấy ổng cứu hỏa lâu lâu mới một lần mới vô trong đó lần đầu. Mấy ổng thấy nhiều phòng quá, mấy ổng đang đi tìm thử thêm anh em đồng bào chúng ta còn ở phòng kế bên không. Vì ông ta đã bình hơi, đã hết khí rồi. Bình của ông ta đã hết khí rồi mà ông ta còn muốn lận thêm vài phòng khác coi còn người của mình trong đó không. Ông ta mới bị vậy đó. Nếu mà ông ta ích kỷ một chút, ông ta đi ra sớm, ông ta không sao. Cái bình ông ta đã hết khí rồi. Mà ông ta muốn cố đi thêm vài phòng. Nếu trong đó nó đã không biết trong cái phòng đó, nó họ cắt lên thêm mấy cái phòng nữa. Không biết. Nhiều lúc nhiều phòng quá, ông đi lục từng phòng. Mất cái thời gian của ông lắm. Một cái bình khí có bao nhiêu khí đâu. Ông cứu được bốn người ra, ông còn lận vô phòng trong. Ông hết khí rồi, ông mới mất đó. Vì chúng ta, vì cứu chúng ta mà ông mất đi một người như thế. Một nhân tài như thế, cảm thấy rất là uổng luôn. Mà cũng áy náy nha, áy náy lắm luôn á. Ông đi thử cái mấy cái phòng khác còn người để cứu không, nhiều lúc năm cũng có nhiều cái trường hợp như thế này cũng thấy rất là đau lòng. Mà chúng ta nhiều lúc cũng nghĩ về chúng ta, chúng ta lỡ bất hợp pháp chúng ta phải chạy đi vì miếng cơm. Vì thế muốn làm á, tốt nhất tìm cái phòng nào chắc chắn đi, đừng có tìm cái phòng nào mà cắt ra. Nói thật nha, nếu mà em muốn ở già phận mà cái loại phòng mà nhà xây luôn á, tìm nhà nhẹ nhẹ thôi, rẻ rẻ thôi. Không, mà đôi khi mà lỡ mà các em bất hợp pháp rồi, các em phải nương tựa vào những cái người, những cái cô dâu Việt, những người Việt Nam, đúng không? Gặp một hoàn cảnh rồi phải tựa vào những người Việt Nam thì phải chịu những cái cảnh đó, đúng không? Khi mà em đã lỡ bất hợp pháp rồi, em chỉ còn nương tựa vào những người Việt Nam đang sống ở Đài Loan. Thì người ta lỡ mà người ta có làm nhà đó thì em bắt buộc phải ở cái nhà đó. Là em phải coi dây điện, dây đồ, bếp núc đồ cho rõ ràng. Ở những căn nhà đó càng phải kỹ. Không được uống nhiều, không được lỡ, không có một cái câu nhở nào ở trong đó hết. Mới bảo vệ được cho mình, mà bảo vệ được cho người ta. Đợt này là các em tránh khỏi không biết còn người nào trong đó không, nhưng mà mất đi một người nhân tài của Đài Loan rồi. Mà người ta hết sức vì mình. Phải là uổng không? Ừ. Cho nên là ở nhà rất là quan trọng, mà đôi khi các em bất hợp pháp nó bất tiện chỗ này. Các em lỡ bất hợp pháp rồi thì chỉ còn dựa vào những người Việt ở Đài Loan mà sống, thì nhà thì người ta xếp sao em làm vậy? Hả? Cho nên là nhà người ta xếp sao em mướn sao em phải ở như vậy. Chị thấy rất là nhiều căn nhà người ta sẽ mướn một căn nhà rất là to. Cái này là bất hợp pháp nha, người ta làm vậy là không hợp pháp đó. Gọi sao bố tao à? Chờ bên nào. Đây太甜了. Nó cho dùng thân sữa pan đi bạn. Ở bên này người ta mướn một căn nhà to to ra, xong người ta mua ván về. Tự người ta cất, không có mướn thợ, không mướn gì mà người ta cất. Cái đó là không hợp pháp đó nha. Dùng thân sự bàn. Cái đó là không có hợp pháp đâu. Mà em ở, em có gì thì cũng không ai đền bù gì được cho em hết á. Mà em tự mình ấy chịu hết nha. Cái đó là tự mình chịu hết đó. Mình muốn rẻ là phải chịu thôi. Mà khi mà đổ vỡ ra cái người kia phải bị phạt. Họ hơ. Nếu mà đổ vỡ... Đổ vỡ là... mấy xoài lơ, mấy xoài giật thôi hơ. Chồng em có biết tiếng Việt không? Nhi thay thiện thì cho cha xoài, nhi chứ quýnh thì hẳn tố niềm phản nè, chân sĩ tờ. Chứ chị chứ bú sẵn giao, ấy chứ quên mỏ, chi sư rắn lơ. Ây dồi, cái con nhỏ này. Nhiều chuyện thấy sợ luôn. Chồng không có biết tiếng Việt. Chồng mà biết tiếng Việt là ổng đi vô Y Min Su cũng làm rồi. Đi vô Y Min Su làm, giờ sở dân làm nhiều tiền hơn nữa. Hả? Nói được tiếng Trung, chị ơi sao nói được tiếng Trung, học em, phải học chứ, vào cảnh rồi là phải học thôi, ngủ trễ vậy, chuẩn bị đi ngủ rồi, 11 giờ rồi, chuẩn bị đi ngủ, chị ở Đồng Nai nha, chị giống người Cần Thơ hả, chị ở Đồng Nai, chị định quán Đồng Nai, à, đi lòng vòng, không tập trung, làm việc, ồ, ý chỉ chi hoang hoang, mấy ổn rên trên công chỗ, ní chỉ chỗ lại chỗ chi, chỗ lại chỗ chi, chỗ lại chỗ chi, căn mà, bố rên trên công chỗ. Thần ông chủ cũng nhìn thấy ông đó đi tới đi lui, đi tới đi lui đầm vòng, không chịu làm việc. Bù rên chân công chua, ý chỉ chỗ lại chỗ suy, có nghĩa là không có tập trung làm việc, cứ đi tới đi lui đó. Chị là người định quán Đồng Nai nha, không phải là người ấy đâu. Gọi chồng ra bắn tiếng Trung đi, trời ơi, ông làm cả ngày ông mệt rồi.
Ông nói cả ngày ông mệt rồi còn kêu ông ra bán tiếng Trung. Chỉ có vừa làm video có ông nói nữa đó. Bấm vào đây. Vừa ra video có ông nói nữa đó. Tối chiều chiều tối ở đợi ông về là ông thấy ông không mệt là chị dụ ông sẽ quay một cái video. Ông là trước ông là thầy giáo đó. Trước khi ông làm nghề này ông là làm thầy giáo. Lương ít quá ông chê, ông thi lên tiếp tục, ông học tiếp vào nghề này. Chiều chị vừa rủ ông quay video nói tiếng Thái gì với chị, tiếng Trung với tiếng Thái gì với chị. Muốn coi và bấm vào đây. Bấm vào đây. Ha. Bên trong có nhiều video quay với em. Ê, ông quay tiếng thôi, không có ra người nha. Ông quay tiếng thôi. Sao không dạy anh ấy nói? Chị có thời gian đâu dạy ảnh. Chị dạy các em không mà còn thời gian đâu mà dạy ổng. Ê, học tiếng Trung mấy năm biết nghe và chị. Không cần mấy năm, 3 tháng là em có thể nghe được cơ bản rất nhiều rồi. Định quét nhiều người Hoa hả chị? Đúng rồi. Rú hở xuyên Thái Quan sân vân chân. Chị chê, rú hở xuyên. Nhi bố sư Thái Quan rồi mà. Bù yào lờ là nà xuyên phân lờ, xuyên xí sổ. Ồ, yên là sư chào mấy đợ. Xuyên xí sổ. Ê, nhi bố sư Thái Quan rồi nà. Nhi bố sư Thái Quan rồi mà, rú hở xuyên Thái Quan sân vân chân. Người đàn ông gia trưởng, ta nản rỉn chủ y. Ta nản rỉn chủ y. Long Thành Quán nè chị, chào em nha. Nói tiếng Trung giỏi thế. Ở Đài Loan 20 năm rồi. 19 tuổi qua tới bây giờ. Giờ gần 40 tuổi rồi. Anh làm mệt mà vẫn cùng chị làm clip hẳn là thương, hồi xưa không thương đâu. Hơn 10 năm rồi. Sự cố gắng của mình đã nhìn thấy rồi. Nói chung nha, nếu mà ly dị là ly dị từ cơ hội 3-4 năm rồi. Chúng ta ly dị dễ nhất là 10 năm trở lại, đổ lại, 8 năm đổ lại. 8 năm đổ lại rất dễ ly dị. Không nhịn được là bỏ ngay. Nhưng mà chị nhịn. Chị đã bỏ qua một lần rồi. Nè, chị đã bỏ qua một lần, chị không muốn bỏ nữa. Chị chỉ nghĩ mình bỏ nữa con mình sẽ ra sao. Mình chỉ cần nhẫn nhịn nó sẽ có. Ông bà ta ngày xưa cũng nhẫn nhịn mới ra thôi. Ông bà ta cũng nhắm mắt nhắm mở để cho hạnh phúc nó trôi đó thôi. Chứ còn bây giờ không nha, nếu mà ta nhìn qua được sau này càng về già chúng ta càng thương nhau hơn. Thường là nó tình hôn nhân nó có từng giai đoạn để chịu đựng nha. Hôn nhân nó có từng giai đoạn để chịu đựng đó. Chúng ta nhìn qua được là cái này sau này là của mình. Vân cũng thấy mẹ chồng với ba chồng trước của Vân cũng vậy. Ngày xưa mẹ chồng với ba chồng Vân là Vân cái lúc mà Vân lấy qua ông bà đã vào tuổi 60-70 rồi vẫn gây lộn. Bà 60-70 rồi mà lúc làm cải tức lên là bưng vỗ cải vứt làm chân dẫm dập luôn đó. Kì sao ông 60-70 ông vẫn còn đi nhậu, ông vẫn còn tiền. Người bên này con trai bên này mà có tiền vẫn còn ăn uống, vẫn còn ham chơi. Ông đi về tối khuya quá bà cũng giận. Hoặc là ông nhiều lúc ông chơi cái đó về bà cũng tức. Thấy không? Bà biết được là bà tức. Tức là sáng mai ra ruộng ra rẫy là gây 60 vẫn gây. Nhưng mà tới cái khúc mà già rồi, tới khúc cuối cùng đó, thì ông hết còn đi lại được rồi đó. Ông hoàn toàn dựa vào bà, ông mới bắt đầu đi tìm bà. Tới cái khúc cuối này là thấy hoàn toàn ông thương bà rất là nhiều, bổ lột ra luôn. Cho nên là có nhiều cái chúng ta thấy được, nó cái sự gọi là trong cái tiền bạc nó có nhiều cái đưa dẫn, nhiều cái hấp. Giống như là mình không ghiền món này cũng ghiền món kia, không bị dụ dỗ cái này cũng bị dỗ cái kia. Thì cái người mà làm vợ phải chịu đựng. Mình phải chịu đựng, mình không chịu đựng là không bao giờ qua được đâu. Nha, không chịu đựng không bao giờ qua được. Mà bọn chị đã chịu đựng qua cái thời 8 năm rồi. Khúc sau này ảnh cũng thấy thôi. Thử thách mình dữ lắm luôn á nha. Thử thách từ ba chồng, thử thách từ chồng, thử thách luôn. Nếu mà không qua được là bỏ từ lâu rồi. Mà nếu mà qua được á thì nó sẽ qua được đợt này. Nhưng nhiều khi nó còn đợt sau, đợt trung niên nữa. Có nhiều cái mình phải chịu đựng, nó mới qua được hết của mình. Nếu mà mình cầm nhắm rằng cái gia đình này là của mình, cỡ nào thì cỡ mình cũng phải sống cho tới già thì nhất định là của mình. Ha, nhất định là của mình thôi. Chào chị, chào em nha. Khi đi không thương cho ra đường. Khi đi không thương cho ra đường. Vượt đèn đỏ gọi là tròn hỗn tân. Tròn hỗn tân. Ở chung, em ở chung với chồng 11 năm, ly hôn chị à. Ông vũ phu, gặp chồng vũ phu là không được rồi. Nếu mà ổng không vũ phu mình nhịn được thì được. Còn mà vũ phu là đừng ở nhịn. Vũ phu là phải đi thôi. Chứ không thôi là đánh mình ấy sao được. Không có được. Trừ phí ông chồng không rượu hụt vũ phu thì mình mới nhịn nha.
ổng ham chơi cái gì đó thì được. Ham chơi nhiều khi ổng sau này ổng sẽ không chơi nữa. Nhưng mà Vũ Phu là tuyệt đối đừng, tuyệt đối không được nhịn. Vũ Phu phải rời đi. À, cả đời cơm sôi bớt lửa, cả đời lại đời nào lại khê. Đôi khi mình cứ nghĩ như vậy thôi. Chứ bây giờ lấy chồng nữa, nếu mà cái phước của mình không lấy được chồng tốt thì sao? Đi tới đâu cũng vậy à. Thôi mình ở yên chỗ cho nó lạnh. Đi tới đâu cũng thế thôi. Ngoài mình đời rảnh. Ừ. Cáo xua là có nghĩa là làm mệt chết thì được. Tôi mẹ ai gì hồi cha là ai dù, nghĩ là cậu ấy nè. Ê, cáo xứ quả có nghĩa là đưa việc, cứ đưa việc cho mình làm, đưa việc cho mình làm, đưa cái gì đó cho mình làm. Giao cáo xứ quả, nó làm cho tôi mệt à. Ông muốn làm cho tôi mệt à. Ừ. Duy, Ngọc Yến gọi là Duy Yên. Duy Yên, Ngọc Yến. Hả? Em muốn học tiếng Phúc Kiến thì phải học từ đâu à? Học tiếng Phúc Kiến trong này có nhiều video lắm, em vào đây học. Bấm vào đây. Bấm vào cái màn hình, cái hình ảnh của chị. Bấm vào trong kênh chính chị, rất là nhiều video trong đó. Ha? Đua đòi thì thường hay là kênh gì vậy? Đến cha dỗ sầm mà, của mình cho dỗ sầm mà. Nhi khanh đến cha dỗ sầm mà, cho sàng giao dỗ sầm mà. Thế người ta có cái gì là mày muốn đua đòi có cái gì. Nhưng hôm nay người ta nói Nhi khanh tao đến cha dỗ sầm mà, nhi cho giao sầm mà. Ờ, chơi giang thật sân hủa, chẳng mà hay dù bán phạm. Cuộc sống gì làm gì có cách nào được. Ừ. Đúng vậy đó chị. Hảo, của cam bê nữ sĩ gì? Tôi cạn ly, bạn tùy ý. Đó là trong khi giao tiếp với nhau, trong cái việc mà uống với nhau. Cái người mà uống với mình, họ muốn chúc mình, họ muốn cạn, nhưng bạn tùy ý thôi. Bạn muốn uống bao nhiêu bạn uống, còn ổng sẽ uống cạn. Của cam bê, của cam bê có nghĩa là tôi uống hết luôn, tôi uống cạn ly luôn. Nì sĩ y, sĩ y là tùy cái ý bạn. Bạn muốn uống bao nhiêu đó thì bạn uống. Ha. Duy Yên, Ngọc Diễm hả? Làm cách nào để nhớ chữ? Phải viết ra, nhớ chữ. Muốn học là phải nhớ nè. Viết, đọc là sẽ nhớ được chữ. Muốn học giao tiếp chị có dạy không? Giao tiếp bên này có video. Viết tiếp, bấm vào đây, trong đây cả ngàn video trong này. Phú Lạnh, còn không thì sao, còn không thế nào. Tuần thứ bảy cô Lu là mấy tuần thứ bảy cô Lu mọi người không dạy viết chữ. Ừ, thứ bảy là không viết chữ, còn chủ nhật sẽ viết ha. Thứ bảy sẽ không viết chữ. Thứ bảy trả lời câu hỏi là hết đủ giờ luôn đó, vừa đúng 11 giờ. Ờ, tên thì Thùy, Thùy gọi là gì quên rồi. Số chi chia với xia. Ờ rồi. Số chi này, sai số chi. Ừ, hình phiêu lên, xie, cảm ơn. Cảm ơn. Còn 7 ngày nữa hả? Còn 7 ngày nữa là đi bầu rồi. Ừ. Thường tên là dùng Hán Việt. Chị nói xong là chị sẽ quên, chứ không bao giờ để đó. Thùy. Thùy. Chuỷ là thủy. Chuỷ. Còn rơi là thủy. Rơi là thủy. Giống như thủy điển vậy đó. Rơi điện. Thủy điển. Rơi là thủy. Còn chuỷ. Ví dụ thủy trang. Chuỷ trang. Chuỷ trang. Thủy trang. Ha. Ê, chính nhìn tối ta là. Chính nhìn chỉ xoay là. Sủ nhớ đó. 1985 đó. Học bên thời trang khó không chị? Thời trang chị đâu biết đâu. Chắc không khó đâu, đam mê của mình mà. Ừ, đam mê của mình sao khó được. Mình thích là mình không có thể, không có gì mà khó hết. Chỉ cần mình thích thì mình ok hết rồi em à. Em làm cái gì em cũng phải có cái điểm đam mê của em thì em mới có thể tiếp tục được chứ. Ừ. Hả? Hoàng Quỳnh. Cái chữ này là gì? Hoàng họ Vương à? Hoàng là Hoàng. Còn chữ Quỳnh là Văn. Hoàng này hình như là họ U-ô-ngồ-uông. Họ Uông. Họ Quang là Uông. Hả? Xào sân đi tiền. Minh Chí kêu sao à? Minh Chí Minh Chí.
Minh Chi, Minh Chi. Học ở đâu à? Học ở trên kênh này luôn, ngày mai 8 giờ vào đây. 8 giờ vào đây học viết. Xuyên là Huy. Xuyên. Ừ. Yu Yu Min. Chào gì? Chú ở Thái Chí. Ấy. Chú Yu. Yu. Yu Yu. Cho nên Yu. Tôi biết rồi. Biết gì? Ừ. Rồi, chuẩn bị ngủ rồi. Nguyệt. Nguyệt. Hảo, Uông Văn Nguyệt ha, gọi là Uông Văn Nguyệt, cái chữ này của em. U ô ngộ uông. Uông không phải là uống nha, chữ uống mà không có dấu vô sắc. Văn. Văn Văn này. Nguyệt. Đó tên của em đó. Hảo. Học bao lâu thì mới rành được chị? Tùy vào bản thân mình. Tùy vào bản thân mình nha. À, quỷ quấn xuyên vi văn tiền quỷ quỷ đọc quỷ không có họ vậy quỷ luôn quỷ quấn xuyên quần áo của em bé xào hải in ở tờ y phủ xào in ở tờ y phủ xào in ở tờ y phủ. Học không nhớ nội bộ thủ, đừng có ngồi học bộ thủ không. 214 bộ thủ học xong mệt luôn, cái quay qua học chữ quên mất tiêu rồi. Trong quá trình học chữ, mỗi một chữ có một bộ thủ duy nhất mà thôi. Bộ thủ nói lên ý nghĩa của chữ đó, nhiều đó là được rồi. Ha. Thái Quan nã lì Thái Bệ. Hả lơ, xin chen ta chơi lì, hôm nay tới đây nha. Con đi ngủ, ngày mai học tiếp. Ha. Ngày mai học tiếp, mai 8 giờ vào đây. Hôm nay tới đây 11 giờ, và ngồi đây cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc gia đình mình ngủ ngon nha. Hoàn an lô, hoàn an. Tèn 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 tèn. Tèn tèn tèn.